nói không nổi rồi. Này dạ. Ủa? Cái bớt á chứ dài quá. Chơi ra lại. Mấy chị ơi, chấm bài lại giùm em với nha. Chấm bài lên giùm em với, chấm chấm cho nó có tương tác đi mấy chị ơi, chấm chấm lên giùm em. Chào chị Quỳnh Giao nè, chào chị Nhã Lam nha. Mấy chào chấm, mấy chị chấm bài lên giùm em đi, sao mà nó ế dữ vậy. Chấm bài lên giùm em với. Chấm chấm lên giùm em nha mấy chị. Em chào chị Trần Thị Cúc nè. Em chào chị Trần Thị Kiều Linh nha. Mango nè mấy chị ơi, mango giùm em nha. Em còn đồ á đấy mấy chị, em lên cho mấy chị mảnh hoa đồ lai mấy chị, hoa nha. Hoa này em còn được 1m1 mấy chị, 1m1 hoa nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em 1m1 đủ lên áo kiểu. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em với nha. Áo, áo 30.000 mấy chị, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 áo nha. Áo hoa rất là đẹp mấy chị. Áo này mấy chị lên áo kiểu không thì lên chân váy mấy chị. Màu lên chân váy rất là đẹp luôn nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em nè. Áo 1m1 thì là 30.000, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 30. Mùi gì ta? 30.000 áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị, 30.000. Em còn mảnh lụa phối nhũ nha mấy chị, 30 cho chị Nhã Lam nè. Lụa phối nhũ nha. Lụa phối nhũ mấy chị, lụa phối nhũ thì em còn được 2m nè. 2m lụa nha. Ai lấy nhũ thì chốt lên giùm em lên đồ pyjama đùi váy đầm nè. Lấy nhũ thì chốt lên giùm em với nha. 2m. 2m nhũ này là 40.000 mấy chị, 40.000 2m nhũ. Lấy nhũ thì chốt lên giùm em mã 40 nha. 40.000 giùm em nè mấy chị, 40.000 lấy nhũ thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 giùm em nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 40 nè. 40.000 mấy chị lấy thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000. Em còn mảnh von theo hạt nổi nè mấy chị. Von theo hạt nổi màu trắng tinh giùm em nha. Cái này em còn được 1m8 nha mấy chị. 1m8 theo hạt nổi nha. Lót lên áo kiểu váy đầm không thì để phối tay phối viền nha mấy chị. 1m8. 1m8 phối nhũ này là 33.000. 1m8 von theo hạt nổi nha mấy chị. 33.000 1m8. Lấy von theo hạt nổi thì chốt lên giùm em mã 33 nha. 33.000 mấy chị màu trắng tinh giùm em nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33. 33.000 von phối nhũ nha. Von theo hạt nổi nha mấy chị. Von theo hạt nổi giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị ơi, 33.000. Em chào chị Nguyễn Phượng nè. 33 cho chị Trần Nhi. Họa tiết thì mấy chị. Họa tiết giùm em nha. Họa tiết lên đồ bộ váy đầm nè. Họa tiết này em còn được 3m rưỡi nha. 3m rưỡi họa tiết. Chắc coi giãn nhẹ cho mấy chị nè. 3m rưỡi nha. 3m rưỡi để hết thì chốt không thì chia cho mấy chị. 3m rưỡi. Lên đồ pyjama váy đầm mấy chị. Em chào chị Nguyễn Hồng nè. 3m rưỡi này là 58.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 58. 58.000 3m rưỡi giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 58 mấy chị. 58.000 lấy hết thì chốt không thì chia ra giùm em nha. 58.000 lụa 75D mấy chị. Lụa 75D coi dạng nhẹ cho mấy chị nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt không thì chia nè. Họ tiếc mấy chị. Họa tiết nha, họa tiết giùm em nha. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với. Em còn mảnh von phối nhũ đi mấy chị.
58 với chị Quỳnh Giao nè. Von phối nhũ nha, cái này là màu xanh đen nha. Trời ơi, von phối nhũ màu xanh đen giùm em. Em còn được 2m. 2m von phối nhũ lót lên áo dài váy đầm áo kiểu giùm chị. Von lên đồ thì phải lót giùm em. Ai lấy nhũ thì chốt lên giùm em với nè. 30.000 mấy chị, 30.000 von nè. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 30 nha. 30.000 von mấy chị, lấy von thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 2m nha. 2m 30.000 lấy von thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị, 30.000. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 giùm em nha, lấy von thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị, 30.000 giùm em nè. Em còn mảnh lụa đuổi nha mấy chị. Lụa đuổi hoa nha mấy chị ơi, lụa đuổi hoa. Lụa đuổi hoa này em còn được 2m mấy chị. 2m lụa đuổi hoa nha. Lụa đuổi chắc nó hơi dày dặn nhưng mà lên đồ rất là đẹp mấy chị. Hoa nha. 2m lụa đuổi, ai lấy đuổi thì chốt lên giùm em nè. 2m này là 45.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000 hoa giùm em nha mấy chị, 4 hoa, 45.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 45 nha. 45.000 giùm em nha mấy chị ơi, 45.000 ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000 giùm em nha mấy chị, 45.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000 giùm em nha, 45.000. Em còn mảnh hoa nè mấy chị. Lụa hoa này em còn đủ áo nha. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn, em còn được 1m2. 1m2 hoa đủ áo nha mấy chị, chắc co giãn nè. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em. Áo 1m2 này là 22.000 mấy chị, 22.000 1m2. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị, 22.000 giùm em. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 áo mấy chị, 22.000 áo nè. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. Em chào chị Duy Nguyễn nè. 22.000. Gọi thương đi. Hả? Thương. Gọi luôn hả? Ừ, ra kia gọi. 22.000 giùm em nha. Thì như vậy đấy, xong rồi sao đấy? Trời. Hả? Giờ biết kêu sao? Trời ơi, thì giống như bữa mày vậy á. Như vậy thì sao rồi á, vậy kiểu như vậy á. 22.000 giùm em nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị. Em còn mảnh á, von cát này mấy chị, von cát bi giùm em nha. Bi màu nâu mấy chị, ô trắng ô nâu giùm em nha. Ở chi ô rồi mấy chị ơi. Bi này rất là đẹp luôn nha. Chắc von cát giùm em này lên áo không cần lót, nhưng là lên váy áo dài thì phải lót giùm em nha. Lên váy đầm áo dài là phải lót nha. Em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 von cát bi giùm em, màu rất là đẹp luôn mấy chị, 3m2. Ba mét hai 53.000 mấy chị, 3m2 53.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 53. 53.000 lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị. 53.000 nè, vải màu trên xào. Dạ, vải màu trên xào của em là đuổi á chị ơi. Đây, cái màu cam đất này là đuổi giùm em nha. Màu cam đất là đuổi. Màu xanh lơ này là chắc măng gồ giùm mấy chị. Xanh này là chắc măng gồ giùm em. Màu đỏ này là tầm ướt nha mấy chị. Màu đỏ tầm ướt nè. Cái màu tím này là lụa ngọc trai nha. Cái màu xanh này là đuổi nhăn nha mấy chị. Xanh nhạt là đuổi nhăn giùm em nè. Cái màu này là xanh ghi nha mấy chị. Màu ghi. Màu ghi chắc đuổi luôn nha. Lấy thì kèm màu kèm mét lên giùm em với mấy chị. Mở tài hồ đẻ cái biến ghi kinh khủng quá. Em còn mảnh lụa Hàng Châu nè mấy chị. Lụa Hàng Châu nhí đen nha. Lụa Hàng Châu nhí đen này em còn được. Vải màu trên xào vải gì vậy em? 4m mấy chị. Hỏi rồi. Hỏi rồi. 4m lụa Hàng Châu nha. Ký gì? 1kg em bán 1kg 100.000 hả chị ơi. Bán đồng giá 100.000 1kg nha. 4m lụa Hàng Châu mấy chị. Lấy hết thì chốt, không thì chia nè. 4m 72.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 72. 72.000 lụa Hàng Châu mấy chị, 72.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 72. 72.000 4m nha, lấy hết thì chốt, không thì chia mấy chị. Lụa Hàng Châu chắc rất là đẹp luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 72. 72.000 4m nha, lấy hết thì chốt, không thì chia nè. 72.000 giùm em. Em còn mảnh von nè mấy chị.
Von họa tiết nha. Von họa tiết này em còn được 1m7 mấy chị. 1m7 von họa tiết, lót lên áo kiểu váy đầm nha. 72 cho chị Quỳnh Giao nè. 1m7 này là 24.000, lấy von thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 von giùm em nha, lấy von thì chốt lên giùm em mã 24 mấy chị. Von họa tiết nha. Von lên đồ là phải lót giùm em nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 von nha mấy chị, 24.000 von nè. Em còn mảnh lụa chữ nè mấy chị. Lụa chữ Chanel nha mấy chị ơi. Chữ Chanel giùm em 24 cho chị Khánh Mỹ nè. 24 này là von nha chị ơi, von lên đồ là phải lót giùm em nè. Ai lấy chữ thì chốt lên giùm em chữ 32.000. Lấy chữ thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 chữ nha mấy chị, 32.000 chữ nè. Lấy chữ thì chốt lên giùm em mã 32. Trắng 100D co giãn cho mấy chị luôn. 1m5 nha, co giãn cho mấy chị nè. Dạ ok, không lấy 24. 32.000 1m5 nha mấy chị ơi, lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 giùm em. Dạ ok chị nè, 32 cho chị Khánh Mỹ nè. Em còn mảnh von bell nè mấy chị ơi, von bell giùm em. Von lên đồ là phải lót giùm em nha. Em chào chị Nga Huỳnh nè. Mấy chị nghe rõ chắc giùm em vô nha. Von bell nha mấy chị ơi, von bell lót lên áo kiểu, áo dài, váy đầm đều được nha mấy chị. Von bell nè. Von bell này em còn được 4m8 mấy chị. 4m8 bell nha. Ai lấy bell thì chốt lên giùm em với. Bell lót lên áo kiểu, áo dài, váy đầm đều được mấy chị. Bell nhìn lên đồ rất là sang luôn nè. 4m8 lấy hết thì chốt, không thì kèm mé lên giùm em nha. 4m8 mấy chị. 4m8 này là 53.000 mấy chị ơi, 53.000. Lấy bell thì chốt lên giùm em mã 53 nha. 53.000 4m8, lấy bell thì chốt lên giùm em mã 53 nè. 53.000 lấy hết thì chốt, không thì kèm mé nha mấy chị. 53.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 53. 53.000 4m8 nha, lấy bell thì chốt lên giùm em mã 53 mấy chị. 53.000. Em còn mảnh lụa hoa đỏ nè mấy chị. Dạ màu hồng đó là chắc 100D á chị Anh Tuyết ơi. Ôi giấy hồng này là chắc 100D giùm em nha. Chắc 100D co giãn cho mấy chị. Giấy hồng nha. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nè. Ai lấy giấy hồng thì chốt lên giùm em chắc 100D co giãn mấy chị. Bell 53.000 á chị Nguyễn Giang ơi. Bell 53.000 nha. Ok em thấy số nè. Bell cho chị Nguyễn Giang này, chị chọn thêm cho đủ đơn nha chị ơi. Chọn tầm 3-4 mảnh nữa cho đủ đơn nha chị. Mấy chị nhớ cho em đúng số nha. Bell đó là von nha chị ơi. Mấy chị nhớ nghe rõ chắc giùm em, bell đó là von nha. Lên đồ là phải lót nè. Em còn mảnh lụa hoa đỏ nè mấy chị. Lụa hoa đỏ này em còn được 1m5 nha. Chắc co giãn cho mấy chị nè. Lụa nha. Dạ em bỏ bell đó cho chị rồi chị Nguyễn Giang ơi. 40.000. Có nãy giờ 53. Nhưng biết không? Thôi khỏi đi. 48. Dạ ok bell 53 cho chị Nguyễn Giang này. Em còn được 1m5 đi mấy chị. 1m5 hoa đỏ này là 40.000. Ai lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 40. 40.000 hoa giùm em nha mấy chị ơi. 40.000 hoa. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 40 mấy chị. Hoa giùm em 1m5 40.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 40. Có khi nào cái mạng nó bị điên không vậy? Không bị điên. 40.000 hoa mấy chị, 40.000 hoa. Không, không phải. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Lụa hoa giùm em đang chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Chị muốn mảnh để em thấy. Lấy cái bèo ở trên. Cái bell này hồi chị, cái bell này cũng là von luôn nha chị ơi. Bell này cũng là bell, là von luôn nha. Bell này là von nha, chị lấy hết luôn hả chị? Lấy hết luôn đúng không? Để em đo cho chị xem được bao nhiêu mét nha. Đo thử. Để em đo coi thử nó được bao nhiêu mét nha chị. Tại nó có nhiều lắm chị ơi, nhiều lắm luôn nè. Lụa hoa nha mấy chị. Lụa hoa này em còn được 1m6, 1m6 hoa, chắc 100D co giãn cho mấy chị nè. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nha, 1m6.
1m6 này là 28.000 lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 1m6 nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. 28.000 hoa lên một cái đầm rất là xinh luôn mấy chị, 28.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 hoa nha mấy chị, 28.000 hoa. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28 nè. Em còn mảnh beo nè mấy chị. Beo này là chắc lụa giấy giùm em nha. Vậy thôi, von em không lấy. Hồi nãy cái beo hồi nãy 53 cũng là von đó chị ơi. Beo hồi nãy cũng là von nha. Chị có lấy cái 53 không? Nếu mà khỏi đâu. Chị có lấy 53 không? Nếu mà chị lấy thì chị ok là lấy giùm em nha. Dạ ok chị nè. Beo này là chắc lụa giấy giùm em nha. Em còn được 2m. 2m beo lụa giấy nha mấy chị. Beo lụa giấy lên đồ bộ váy đầm nè. 2m beo này là 30.000 mấy chị. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 beo giùm em nha. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 30 nha mấy chị. Dạ ok nè. Lấy 53. Dạ em bỏ cho chị rồi. 53.000 beo. Nói lộn này nữa. 30.000 beo chị. Beo này là 30.000 này. Chắc lụa giấy lên đồ giùm em. 30.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 beo nha mấy chị, 30.000 lấy beo thì chốt lên giùm em mã 30 nè. Chốt lên giùm em mã 30 đi chị ơi. Chốt lên giùm em mã 30 đi chị Nguyễn Giang. Chốt 30 để em bỏ cho chị nha. Em có mảnh họa tiết nè mấy chị. Họa tiết giùm em nha, họa tiết này em còn. Beo lụa giấy cho chị Nguyễn Giang nè. Ấy là em kêu chị chốt mã lên để cho nó dễ chị ơi. Chốt mã chị. 23.000 nè mấy chị, 23.000 họa tiết nè. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em. Dạ ok, 30 cho chị Nguyễn Giang nè. 23.000 họa tiết nha. Họa tiết này chắc lụa giấy luôn nha mấy chị. Họa tiết chắc lụa giấy giùm em. 23.000. Chết rồi, cái mạng bị gì vậy? Dạ lụa giấy nó không có giãn nha. Nó chỉ giãn nhẹ thôi nha chị An Nguyễn. Thì An Nguyễn ơi, lụa giấy nó coi giãn nhẹ cho mấy chị nha. 23.000 mấy chị ơi, lấy thì chốt lên giùm em mã 23 nè. 23.000 họa tiết nha, lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 23. Mày thấy cái điện thoại bên kia đi. Muốn sản luôn nè. Đâu bà. Cái gì vậy? Cho em xem mã hơn là sau. Em xem hơi gì mà chị. Dạ đây chị, đây. Hoa này là lụa Hàng Châu nha. Lụa Hàng Châu hoa đen nha chị. Lấy thì kèm mé lên giùm em nè. Hoa này là hoa. Hoa nhí hồng nha. Hoa nhí hồng trắng 100D co giãn giùm em luôn. Lên đồ bộ vải đầm nè. Lấy thì kèm mé nè. Còn cái này là nhí xanh nha chị. Nhí xanh trắng 100D luôn nha. Nhí xanh trắng 100D co giãn luôn. Còn cái đây nè, hoa hồng. Hoa hồng to nha mấy chị. Hoa hồng to này cũng là trắng 100D luôn nha. Lấy cái nào thì kèm mã kèm họ tiết lên giùm em nha chị. Lấy hoa đen. Hoa đen là chị lấy nhiêu chị ơi? Hoa đen này chị lấy bao nhiêu vậy? Đây là chắc Hàng Châu giùm em nha. Hoa xanh là ép nhung hả em? Hoa xanh. Dạ không phải đâu chị ơi, hoa này là lụa 100D thôi nha. Cái này là lụa 100D giùm em nha. Lụa 100D chắc co giãn, không phải là ép đâu chị ơi, không phải ép nhung nha. À lấy thì kèm mét lên giùm em. Lấy cái này phải đo mét luôn đi. Ok, để các chị 2 mét. Lấy mây một bộ là 2 mét đúng chị ơi, em lấy cho chị 2 mét nha. Em lấy hoa đen cho chị 2 mét nha chị ơi. Dạ một bộ là 2 mét đúng không chị? Đúng thì ok lại giùm em quá nha. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Lụa hoa hồng giùm em nè. Lụa hoa hồng này em còn được 3m2 nha. 3m2 lụa hoa hồng mấy chị, chắc co giãn cho mấy chị này. Ok 2m cho chị nè. Lụa Hàng Châu nó không có co giãn đâu nha chị. Thì An Nguyễn ơi, nó chỉ rủ với lại có độ đàn hồi thôi nha. Co giãn gì? Nó giống như chắc lụa giấy nhưng mà nó dày hơn chắc lụa giấy á chị. Co giãn gì cho em? Nó co giãn nhẹ thôi chị ơi, co giãn nhẹ thôi nha. Co giãn nhẹ nha. Nó giống như là chắc lụa giấy, nó co giãn nhẹ thôi chứ nó không có co giãn giống như là thun đâu nha chị ơi.
Chị Nguyễn Giang ơi, em có số chị rồi á, chị không cần lên số đâu nha chị ơi. Coi thử có giống số này không. 56.000 mấy chị, 56.000 lụa hoa nè. Lụa hoa 56.000, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 hoa giùm em nha. 2 mét thì là 41.000 nha chị ơi, 2 mét 41.000 nè. Lấy hoa hồng thì chốt lên giùm em mã 46. 46.000 hoa hồng 3 mét 2 nha, lấy hết thì chốt không thì chia đôi mấy chị, lấy hết thì chốt không thì chia đôi nè. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em quá nha. Chốt không hiểu quên đi rồi. Nếu mà đi vệ sinh nè. Đó, thế. Thôi, xe đó. Xíu nữa đó. Em còn mảnh nhí xanh nè mấy chị. Nhí xanh giùm em nha, 46 cho chị Ngọc Xuân nè. Màu sao em bả gì? Ê, cái này 56 á chị Ngọc Xuân ơi. Cái này 56 nha, em đồng lộn mã nè chị ơi. Cái này 56 giùm em. Lấy thì chốt lại giùm em mã 56 nha mấy chị, 56.000 giùm em. Cái mạng bên em nó bình thường mà chị Thị An Nguyễn ơi, bên em mạng vẫn bình thường nha. Chị Ngọc Xuân lấy hoa đó thì chốt lại giùm em mã 56 nha, hồi nãy em đọc lộn ạ. Tất cả của chị nhiêu tiền rồi em? Nguyễn Giang, bỏ lên cân đi. Cái này là đuổi màu cam gạch nha chị Nguyễn Hoa ơi, cái này đuổi cam gạch nè. Cái này là mango màu xanh lơ nha, mango màu xanh thì em. Cái màu đỏ này là tầm ướt nha chị, tầm ướt màu đỏ tươi nè. Tầm ướt màu đỏ tươi. Cái này là lụa ngọc trai màu tím môn nha chị, lụa ngọc trai màu tím môn nè. Đuổi dập, nghe là đuổi nhanh nha mấy chị ơi, đuổi nhanh màu xanh nhạt nè. Cái này là đuổi màu ghi nha, đuổi màu ghi nha chị Nguyễn Hoa. Chị xem có cái nào chị chưa có không? Chứ em cũng không nhớ là chị có cái nào nữa. Cái đơn của chị là hơn... Của chị là 100... Hơn 100 ngàn hả chị Nguyễn Giang ơi? Cái đơn của chị là hơn 100 ngàn rồi nha. Chị đủ đơn rồi hả chị? Hơn 100 ngàn đủ đơn nha. Kéo lại cái xe đường nhau ấy, sao nhìn nó ti tui vậy? Em còn mảnh nhí xanh nè mấy chị. Nhí xanh này em còn được 1m2 nha. 1m2 nhí xanh chắc co giãn cho mấy chị nè. Co giãn nha. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em. 1m2 đủ lên áo kiểu cho mấy chị. 1m2 22.000, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 nhí giùm em nha. 22.000 nhí, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 giùm em nha mấy chị ơi, 22.000. Em còn mảnh bi nè mấy chị. Em chào chị Hải Lâm nha. Bi nha mấy chị, bi nè em còn đủ áo nè. Bi nè em còn được 1m2 đủ áo nha. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nè. Bi 1m2. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 27 mấy chị, 27.000 bi. Lấy bi thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 bi giùm em nha mấy chị ơi, 27.000, lấy bi thì chốt lên giùm em mã 27 nè. 27.000 bi mấy chị, 27.000. Lấy bi thì chốt lên giùm em mã 27 nha. Em còn mảnh á. Sọc nè mấy chị ơi, sọc giùm em. Sọc chấm 100D co giãn cho mấy chị luôn. Sọc này em còn được 3m rưỡi. 3m rưỡi sọc chắc co giãn cho mấy chị nè. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em với nha. 3m rưỡi lấy hết thì chốt, không thì chia nè. 3m rưỡi đây là 64.000, lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 64.000 sọc mấy chị, chắc 100D loại 1 nó muốn giống như là mango luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 64 mấy chị, 64.000 3m rưỡi. Lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha, 64.000. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 64. 64.000 giùm em nha mấy chị, 64.000. Sáu tư cho chị Quỳnh Giao này, em còn mảnh satin nè mấy chị. Satin họa tiết giùm em nha. Chắc satin mềm rũ cho mấy chị nè. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em. Satin họa tiết này em còn được 3m rưỡi mấy chị. 3m rưỡi chắc satin nha. Mềm rũ cho mấy chị nè, lấy hết thì chốt, không thì chia nha. 3m rưỡi. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em với. 3m rưỡi này là 52.000, lấy satin thì chốt lên giùm em mã 52.
52.000 satin giùm em nhân lấy satin thì chốt với giùm em mã 52 mấy chị. 52.000 nè, lấy satin thì chốt với giùm em mã 52. 52.000 giùm em nhân 52 cho chị Lê Thị Quý nè. Màu sau lưng em cắt cho chị cái 2 mét. Là mỗi màu 2 mét hả chị Nguyễn Hoa? Mấy màu này đều cắt cho chị 2 mét hết ấy là sao? Đúng thì ok giùm em với nè. Tại hôm qua chị cắt có mấy cái màu nó bị trùng á chị. Có mấy cái màu bị trùng hôm qua nha. Có một cơm đất rồi nè. Xin chơi rồi nè. Có màu rất nhiều. Ok chị nè. Nó có bao gồm đuổi, mân gồ với lại là tầm ướt luôn nha chị. Nó không phải là chất đuổi không thôi đâu nha. Ok, để em cắt cho chị mỗi màu 2 mét nè. Màu cam đất này là chị có rồi là khỏi cắt nè. Em cắt cho chị mân gồ màu xanh nha, tầm ướt màu đỏ. Cái này lụa ngọc trai màu tím. đuổi nhanh màu xanh nhạt với lại đuổi ghê nha chị ơi, đuổi ghê nha. Để em cắt cho chị mỗi màu 2 mét nè. Ok chị nè. Em còn mảnh đốm nè mấy chị. Đốm giùm em nhăn đốm chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Em còn được 2,5 mét. 2,5 mét đốm nha mấy chị ơi. 2,5 mét đốm chắc co giãn bao đẹp cho mấy chị luôn. 2,5 mét. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 43. 43.000 đốm nha mấy chị. 43.000 đốm. Lấy đốm thì chốt lấy giùm em. Dạ để con nhà em có nhiều em cắt hết cho chị nha. 43.000 đốm mấy chị, 43.000 đốm, lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 43 nè. 43.000 giùm em nhăn, lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 43. 43.000 giùm em. Lên mã 43 chị. Chị Nguyễn Giang lên mã 43 giùm em đi chị ơi. Lên mã đi chị ơi, lên mã để cho em chốt nha. 43 đốm cho chị Nguyễn Giang nè. Em còn mảnh xúc bọt hoa tím nè mấy chị. Sức bọt hoa tím giùm em nha, em còn được 1,7 m mấy chị. 1,7 m sức bọt hoa tím nha. 43 em bỏ cho chị rồi nha chị ơi. 43 em bỏ cho chị rồi ạ. 33.000 sức bọt nha mấy chị. 33.000 1,7 m sức bọt hoa giùm em nha. Lấy sức bọt thì chốt lên giùm em mã 33. 33.000 1,7 m mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33 nè. 33.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33. 33.000 giùm em nha mấy chị ơi. 33.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33. Em còn mảnh đốm màu xanh nha. Màu xanh nhạt mấy chị. Đốm màu xanh nhạt này em còn được 2 mét. 2 mét đốm nha. Chắc von lụa giùm em lên đồ bộ váy đầm nè. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em. 2 mét này là 34.000 mấy chị. Lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 34. 34.000 đốm giùm em nha. Lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị. 33 cho cô Hoàng Thiện nè. Dùng đơn của chị qua tuần rồi gửi nha. Ai? Dạ ok chị ạ, Bích Phương Nguyễn Thị nè. 34.000 đốm nè, lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị. Đốm màu xanh nhạt giùm em 34.000. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 34 nha. 34.000 đốm nha mấy chị, 34.000 đốm nè. Em có mảnh lụa hoa này mấy chị ơi, lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa cam chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn, lụa hoa cam. Lụa hoa cam này em còn được 3,2 m. 3,2 m hoa cam mấy chị chắc co giãn cho mấy chị nè. Lên đầm cho mẹ cho bé đều được nha. 3,2 m lấy hết thì chốt không thì chia đôi nè mấy chị, 3,2 m nha. Ai lấy hoa cam thì chốt lên giùm em với. 3,2 m là 52.000 mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em mã 52. 52.000, 3,2 m nha, 34 cho cô Hoàng Thiệt luôn nè. 52.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 52. 52.000, 3,2 m nha mấy chị. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi nè, 52.000. Em còn mảnh mango hoa nha. Mango hoa nè mấy chị. Mango hoa nè em còn đủ áo thôi. Em còn được 1,1 m đủ lên áo kiểu nè. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. 52 cho chị Quỳnh Giao nè. Mango hoa 25.000, lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 25. 25.000 1,1 m nha mấy chị, lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 nè. 25.000 giùm em nha, lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 25 mấy chị. 25.000 mango, lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 25. 25.000 giùm em nha, 25.000 mấy chị, thôi 25.000. Em còn mảnh nhí đỏ nè mấy chị.
Nhí đỏ này là chắc von lụa giùm em nha. Nhí đỏ chắc von lụa em còn được 1m2. 1m2 đủ lên áo kiểu mới chạy. Chị nào mà canh may đủ áo kiểu thì chốt với giùm em nha. 1m2. 1m2 này là 22.000 mà chị lấy hoa thì chốt với giùm em mã 22 này. 22.000 hoa nha. 22.000 hoa. Lấy hoa thì chốt với giùm em mã 22. 25 cho cô Hoàng Thị luôn này, 22.000. Lấy hoa thì chốt với giùm em mã 22. Mày ghi xanh vậy cho mày biết. Biết chứ. Thôi thôi đừng đừng. Thì xanh lại có chứ mà sợ gì xanh đây còn ghi là đủ nhanh. 22 cho chị Quỳnh Giao này, sợ trời coi quá. Em còn mảnh lá đủ màu này mấy chị. Lá đủ màu giùm em nha. Lá đủ màu trắng 100D co giãn cho mấy chị nè. Lá đủ màu lên đồ bộ váy đầm nha. Em còn được 4 mét mấy chị. 4 mét lá nha. Chắc co giãn cho mấy chị nè. Ai lấy lá thì chốt lấy giùm em nha. 4 mét. 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị ơi. 4 mét nè. Ai lấy lá thì chốt lấy giùm em mã 66. 66.000 4 mét nha. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 66 mấy chị. 66.000. Lên đồ rất là đẹp đúng mấy chị. 66.000 giùm em. 66.000 lấy hết thì chốt không thì chi nha. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 66 mấy chị. 66.000 giùm em nha. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 66. Em chào chị Dung Nguyễn nè. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Hoa này là hoa mango giùm em nha. Mango hoa này em còn được 2 mét. 2 mét mango hoa mấy chị, 2 mét mango hoa đen giùm em, 2 mét lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 hoa nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 32 này mấy chị, 32.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32.000 hoa mấy chị, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 32 này. 32.000 giùm em nha, 32.000 mấy chị. Em còn mảnh von theo hạt nổ nha mấy chị. Von theo hạt nổ giùm em nha. Von theo hạt nổ cái màu này là màu hồng. Hồng gì đây trời. Màu hồng rút giùm mấy chị. Màu hồng rút giùm em nha. Em còn được 3 mét. 3 mét von theo hạt nổ giùm mấy chị. Cái này là von theo hạt nổ giùm em. 3 mét. 3 mét lót lên áo kiểu váy đầm. Không thì để phối tay phối viên nha. 44.000 mấy chị, 3 mét 44.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 32 cho chị Thị An Nguyễn nè. 41.000 giùm em nha. Lụa lót đen hả? Rồi coi thử con lụa không. Lụa hay buta lót đen. Chị đợi em siêu nha, để em kiếm thử nha chị ơi. 41.000 mấy chị ơi, 41.000 nè. Lấy theo hạt nổi thì chốt lấy giùm em mã 41 nha. 41.000 3 mét mấy chị lấy. Hạt nổ thì chốt lên giùm em mã 41 nè. 41.000 giùm em nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 41. Em còn mảnh súp bọt này mấy chị. Súp bọt hoa giùm em nha. Súp bọt hoa này em còn được 1m2 đủ lên áo kiểu nè. Còn nha chị ơi. Chị lấy bao nhiêu mét chị Huyền Trinh? Em còn nha. Lấy bao nhiêu mét chị ơi? 1m2 súp bọt hoa. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 18 mấy chị. 18.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 18 nha. 18.000 giùm em nha mấy chị ơi. 18.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 18 nha. Ba em chép. Em chốt cho chị rồi á chị Thị An Nguyễn ơi. Em chốt cho chị rồi nha. 30 mét có đủ không? Không chị. Cái lụa đen, lụa lót đen đây em còn ít lắm mấy chị ạ, Huyền Trinh ơi, em còn ít, để em coi còn nhiêu thì em bỏ cho chị nha. Chắc không đủ 30 mét đâu chị ơi, em còn có ít à. Đợt trước em bán hết rồi chị ơi, đợt trước em có nhiều mà chị không hỏi, bây giờ em còn có ít à. Để em coi thử còn bao nhiêu mét thì em bỏ cho chị nha. Dạ ok chị nè, để em đo coi thử được bao nhiêu mét nha. Cái này là lụa beo nha mấy chị ơi, lụa beo chắc 100D co giãn nha mấy chị nè. Em còn được 1m5 mấy chị. 1m5 26.000, ai lấy beo thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 beo giùm em nha, lấy beo thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị, 26.000 nè. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 26 nha.
26.000 bê dùm em, lấy bê thì chốt lấy dùm em mã 26. 26 cho chị Huyền Trinh nè. Em còn mảnh mango họa tiết nè mấy chị. Mango họa tiết dùm em nha. Mango họa tiết này em còn được 1m1 đủ lên áo kiểu nè. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị nha. 26 em hết nha chị Quỳnh Giao, chồng mảnh khác dùm em nè. 1m1 25.000, ai lấy mango thì chốt lấy dùm em mã 25. 25.000 mango mấy chị, mango họa tiết lên áo kiểu dùm em nè, 25.000. Ai lấy mango thì chốt lấy dùm em mã 25 nha. 25.000 mango dùm em nha mấy chị ơi, 25.000. 25 cho chị Lê Thị Quý nè. Em còn mảnh von nhí nè mấy chị. Von nhí dùm em nha. Von nhí này em còn được 2m nha mấy chị. 2m von nhí lót lên áo kiểu váy đầm này. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em. Em còn được 2m. 2m nhí này là 27.000, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 nhí giùm em nha, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27 mấy chị. 27.000 nè. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27 nha. 27.000 nhí nha mấy chị ơi, 27.000. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 mấy chị. Em còn mảnh lụa đuổi nè mấy chị ơi, lụa đuổi giúp em. Này bị lỗi luôn. Này bị lỗi luôn nè. Bị sụp ở trên á, trên đường biên á. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa này em còn được 1m1 đủ áo. 1m1 đủ áo nha, chắc co giãn cho mấy chị nè. Quay mặt sau mới thấy. 1m1 này là 21.000, ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 áo giùm em nha, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21 mấy chị, 21.000. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 áo giùm em nha mấy chị, 21.000. Em còn mảnh lụa bê nè mấy chị. Lụa bêu nha. Bêu màu lạ mấy chị ơi, bêu này là màu lạ giùm em nha, em còn được 2m nè. 2m bêu chắc co giãn cho mấy chị nè, chắc 100D co giãn cho mấy chị nha. 2m lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy bêu thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị. 32.000 bêu nha, lấy bêu thì chốt lên giùm em mã 32 nè. 32.000 giùm em, lấy bêu thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 nha mấy chị ơi, 32.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32.000 giùm em. Em còn mảnh bi nè mấy chị ơi, bi nè. Lụa bi 100D nha mấy chị ơi, lụa bi chắc 100D giùm em, co giãn cho mấy chị luôn bi. Bi này em còn được 2m8 mấy chị, 2m8 bi chắc co giãn nè, 2m8, ai lấy bi thì chốt nó giùm em nha. 2m8, 2m8 này là 44.000, ai lấy bi thì chốt nó giùm em mã 44. 44.000 bi giùm em nha, lấy bi thì chốt nó giùm em mã 44 mấy chị. Bêu 32 cho chị Thiên Tâm nè. Ok, em thấy số này chị chọn tầm 4-5 mảnh để cho đủ đơn nha chị ơi, chọn thêm. Hôm nay là like cuối của em á mấy chị. Like cuối đấy là mấy chị nào mà chưa đủ đơn thì cố gắng chọn cho đủ đơn để ngày mai em chốt đơn luôn nha. 44.000 bi, lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 44 mấy chị. 44.000 bi chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn, bi 44 nha. Em còn mảnh beo mấy chị ơi, beo này là chắc lụa giấy giùm em nha. Beo chắc lụa giấy lên đồ bộ váy đầm nè. Ai lấy beo thì chốt lên giùm em với nha, beo chắc lụa giấy. Beo này em còn được 2m rưỡi mấy chị. 2m rưỡi beo nha, ai lấy beo thì chốt lên giùm em. 2m rưỡi. 2m rưỡi này là 40.000, lấy beo thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 beo nha mấy chị, 40.000, 2m rưỡi lấy beo thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 giùm em. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 40 nha mấy chị, 40.000 nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 40 nha. Em còn mảnh hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa này em còn được 1m2 đủ lên áo kiểu mấy chị, 1m2 đủ lên áo kiểu nha. Ai canh may đủ áo thì chốt lên giùm em nè. 1m2 này là 26.000 mấy chị. 1m2 26.000, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 hoa giùm em nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị. 26.000 này lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26. Mango nhí đen nè mấy chị, mango nhí đen giùm em nha. Mango nhí đen này em còn được 1m2 mấy chị.
1m2 chắc mango lên đồ rất là đẹp luôn nha. 1m2 chị nào mà canh may đồ áo thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 mango mấy chị ơi, 18.000 mango nè. Đấy mango thì chốt lên giùm em mã 18 nha. 18.000 giùm em nha mấy chị, 18.000. À lấy thì chốt lên giùm em mã 18. Em chào chị ở Ho Huỳnh nè. Em còn mảnh ho nè mấy chị. Lụa ho đỏ giùm em nha. Dạ em cảm ơn chị Thủy Thúy nè. Lụa hoa đỏ này em còn được 2,5m nha mấy chị. 2,5m lụa hoa đỏ nha. Lên một cái đầm xòe mấy chị, lên một cái đầm xòe rất là đẹp luôn nha. Ai lấy lụa hoa đỏ thì chốt lên giùm em. Lụa hoa đỏ này là 42.000, ai lấy hoa đỏ thì chốt lên giùm em mã 42. 42.000 hoa đỏ mấy chị, hoa giống như là hoa 3D luôn nha. Lên một cái đầm xòe bao đẹp cho mấy chị luôn, 42.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 42. 42.000 hoa giùm em nha, 42.000 mấy chị lấy đi chốt lên giùm em mã 42 này. Em chào chị El Chahi nha. Em còn mảnh von nè mấy chị. Cái đó không phải gấm đâu chị à, Trang Hằng ơi, cái đó không phải gấm đâu nha. Cái này em còn được 1m8 nè mấy chị. Cái này là lụa hoa nhí 100D á chị ơi. Nhí 100D nha, không phải là gấm đâu chị. Chị nào cũng ngỡ là gấm nhưng mà nó không phải là gấm nha. Cái này là lụa 100D á chị. Em còn được 1m8 von này mấy chị. 1m8 von này là 21.000. Ai lấy von thì chốt nó giùm em mã 21. Ai lấy von thì chốt nó giùm em mã 21 nha. Em còn được 1m8 von mấy chị. Lấy von thì chốt nó giùm em nè. Von lên đồ là phải lót ngăn. Mấy chị hay nhầm cái đó thành gấm đó mấy chị. Cái đó là lụa 100D nha, không phải gấm đâu nha chị ơi. Dạ cái này là đuổi á chị ơi. Màu ghi này là đuổi nha. Đuổi màu ghi nha chị. Màu xám ghi á. Đuổi giùm em nha. Cái đó mê lên đồ đi chùa chị ơi. Lên đồ đi chùa rất là hợp luôn nha. Lấy thì kèm mét lên giùm em nè. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa chắc von lụa giùm em nha. Lụa hoa chắc von lụa này em còn được 1,5m nè. 1,5m. 1,5m hoa lên đồ bộ váy đầm nha. 1,5m 28.000 lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 hoa giùm em nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. 28.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28 nha. 28.000 hoa giùm em mấy chị ơi. 28.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 28. Em còn mảnh von bell nè mấy chị. Von bell cái này là von tầm phối sọc kim tuyến giùm em nha. Họ tiết bell mấy chị, em còn được 2,5m. 2,5m beo nha. Lấu lên áo dài váy đầm áo kiểu giùm chị 2,5m. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã. Ai lấy beo thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32.000 beo mấy chị, 32.000 beo nè. Beo lên đồ là phải lót giùm em nha. Von beo mấy chị 32.000. 32.000 lấy beo thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 beo giùm em nha. Lấy beo thì chốt lên giùm em mã 32 nè. 32 cho chị Trần Hằng nè. Em còn mảnh mango ngôi sao nè mấy chị. Mango ngôi sao giùm em nha. Em còn được 1,2m mấy chị. 1,2m mango ngôi sao giùm em nha. Đủ lên áo sơ mi kiểu nè. Ai lấy xe ngôi sao thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 ngôi sao nha mấy chị ơi. 25.000 lấy ngôi sao thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 25 mấy chị. 25.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 25 nha. 25.000 giùm em mấy chị ơi, 25.000. Em còn mảnh mango nhí nè mấy chị. Mango nhí giùm em nha, em chào chị Thủy Lê nè. Mango nhí này em còn được 1m đủ áo nha. Cũng được. 1m đủ áo, chị nào mà canh may lên đủ áo thì chốt lên giùm em. 1m này là 18.000. À lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 nhí giùm em nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 18 mấy chị. 18.000 nè. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 nhí giùm em nha. 18.000 mấy chị. Em còn mảnh xốp mấy chị ơi. Xốp. Xốp bi giùm em nha. Xốp bi màu cà rốt mấy chị. Xốp bi màu cà rốt giùm em. Xốp bi này em còn được 4m mấy chị. 4m xốp nhân 18 cho chị Trần Nhi nè. 4m xốp lấy hết thì chốt không thì chia nè mấy chị. 4m nha.
Ai lấy shop thì chốt lên giùm em. Shop bi 4 bếp này là 90.000 mà chị lấy bi thì chốt lên giùm em mã 90. 90.000 bi giùm em, 90.000 mà chị. 90.000 4 bếp lấy hết thì chốt không thì chia này, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 90. Chín mươi ngàn giùm em nha mấy chị ơi, 90.000. Em còn mảnh lụa hoa vàng nè mấy chị. Lụa hoa vàng giùm em nha. Lụa hoa vàng này em còn đủ áo thôi mấy chị. Lụa hoa vàng này em còn đủ áo. Em còn được 1 mét đủ áo mấy chị. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt cái giùm em nha. Chắc co giãn cho mấy chị nè. 1 mét. À lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 17. 17.000 áo nha mấy chị. 17.000 áo. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 17. 17.000 giùm em, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 17 mấy chị. 17.000 nè. Em còn mảnh á, von cát nè mấy chị. Von cát nha, von cát này là họ tiết giùm em. Von cát này lên áo không cần lót, nhưng mà lên váy đầm áo da thì phải lót giùm em nha mấy chị ơi. Em chào chị Huỳnh Thủy nè. Von cát này em còn được 1m2 mấy chị. 1m2 đủ lên áo kiểu giùm em nha. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nè. 1m2 25.000, ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 áo giùm em nha. 25.000 áo mấy chị, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 25 nè mấy chị. 25.000. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 25. 25 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh nhí xanh nha. Nhí xanh này là chắc von lụa giùm em nha mấy chị. Nhí xanh chắc von lụa nè. Nhí xanh này em còn được 1 mét. 1 mét nhí xanh nha. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em nè. 1 mét. Ai lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em nè. Nhí xanh 19.000, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị. 19.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 giùm em nha. 19.000 mấy chị. Em còn mảnh á, lụa giấy nè mấy chị. Lụa giấy họ tiết giùm em nha. Lụa giấy họ tiết thì em còn được 1 mét. 19 cho chị Thiên Tâm nè. 1 mét này là 13.000 mấy chị. Lụa giấy rất là nhẹ luôn mấy chị ơi. 1 mét mà chỉ có 13.000 thôi. Lấy lụa giấy thì chốt lên giùm em mã 13. 13.000 họ tiết giùm em nha. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nè. 13.000 mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 13. 13 cho chị Thiên Tâm nè. 13 đó em chỉ còn được 1 mét thôi nha chị ơi. Canh me đồ áo thì chốt lên nhiều em. Em còn mảnh lụa hoa chùm nè mấy chị. Lụa hoa chùm giùm em nha. Cái này là chắc von lụa nè. Lụa hoa chùm chắc von lụa này em còn được 2 mét. 2 mét hoa chùm nha. Lên đồ bộ váy đầm giùm em. Em chào chị Mai Chi nè. 2 mét. 2 mét hoa chùm này là 36.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 36. 36.000 hoa giùm em nhăn, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 36 mấy chị. 36.000. Hoa 36.000 giùm em nhăn, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 36 mấy chị. 36.000. Em chào chị Đặng Thị Bảy nè. Em còn mảnh hoa nè mấy chị. Hoa thêu giùm em nhăn, thêu hoa mấy chị, hoa màu trắng đấy là thêu giùm em nhăn. Hoa thêu màu hường mấy chị ơi, màu hường. Cái này em còn được 1m8 nè. 1m8 hoa nhan màu nó hơi nhã nhưng mà lên đồ rất là xinh luôn mấy chị. Lên đồ cho bé bao xinh cho mấy chị luôn. Cái này em có được 2 lớp nè. Mấy chị thấy không? 2 lớp. 2 lớp này đều có họa tiết hoa giùm em nha. Mấy chị thích thì mấy chị gộp lại may nè. Không thì mấy chị lột ra để may thành 2 cái cũng được mấy chị. Cái này ở đằng trước giống như là cái mùng vậy chị. Cái này giống như là mùng nha. Nó ép lại chị ơi, nó ép lại thành 2 lớp nha. Em còn được 1m8 nè. 1m8 đây là 31.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 31. Có theo hoa cho mấy chị luôn nha, 31.000 mấy chị. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 31 nè. 31.000 hoa lên một cái đầm công chúa cho mấy bé mấy chị. Bao xinh cho mấy chị luôn nha, lên đầm công chúa nè. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị ơi, lụa hoa chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Lụa hoa nha. Lụa hoa lên đồ bộ váy đầm nha mấy chị. Lụa hoa này em còn được 2 mét rưỡi nè.
2,5 mét lụa hoa nhan chắc co giãn cho mấy chị nè. Chị nào mà lên đồ bộ váy đâm thì chốt lấy giùm em nhan hoa rất là đẹp luôn, nhan 2,5 mét. 2,5 mét đây là 49 ngàn, lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 49. 49 ngàn hoa giùm em nhan, lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 49 mấy chị, 49 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 49 nha. 49 ngàn hoa giùm em mấy chị ơi, 49 ngàn. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 49. Em còn mảnh shop nha mấy chị, shop họ Tiến giùm em nha. Shop họ Tiến thì em còn được 1,6 nữa mấy chị, 1,6 họ Tiến giùm em nha. Lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy shop thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 shop mấy chị ơi, 32.000 nè. Lấy shop thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 giùm em nha. Ai lấy shop thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị, 32.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 giùm em nha, 32.000 mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32. Em còn mảnh đốm nha mấy chị. Đốm cái này là lụa đủ giùm em nha. Lụa đủ đi em còn được 1,5 mét nè. 1,5 mét lụa đủ nha mấy chị. Chắc nó hơi dày dặn nhưng mà lên đồ rất đẹp luôn, nhưng em còn được 1,5 mét. 1,5 mét 40.000 mấy chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 40. 40.000 1,5 mét nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 40 mấy chị. 40.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 40. 40.000. Em còn mảnh nhí đỏ nè mấy chị. Nhí đỏ giùm em nha, chắc vo lụa. 40 cho chị Quỳnh Giao nè. Nhí đỏ chắc vo lụa nha. Nhí đỏ này em còn được 1,7 mét mấy chị. 1,7 mét nhí đỏ nha, lên đồ bộ váy đầm giùm em nè. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em 1,7 mét. 1,7 mét 33.000, lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 33. 33.000 nhí giùm em nha, lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 33 mấy chị. 33.000 nhí. Lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 33 nha. Mệt ghê. 33 cho chị Thiên Tâm nè. Không dám uống luôn á. Em còn mảnh lụa hoa đen nè mấy chị. Lụa hoa đen này em còn được 1 mét nha. 1 mét lụa hoa đen chắc co giãn như mấy chị nè. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lấy giùm em nha. Em còn được 1 mét. 1 mét 21.000, ai lấy hoa đen thì chốt lấy giùm em mã 21. 21.000 hoa nha, lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 21 mấy chị. 21.000. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 21. 21.000 hoa nha, 21.000. 21 cho chị Mai Chi nè. Em còn được 1 mét thôi nha chị ơi, 1 mét canh mây đầu áo thì chốt nè. Em còn lụa be nè mấy chị, lụa be màu hồng nha, em còn được 1,2 mét. 1,2 mét lụa be màu hồng chắc 100D co giãn cho mấy chị nè. 1,2 mét đủ lên áo kiểu nha. 1,2 mét này là 25.000 mấy chị. Lấy ha, thấy be thì chốt lấy giùm em mã 25. 25.000 beo nha, beo màu hồng mấy chị. Lấy beo thì chốt lấy giùm em mã 25 nè. 25.000 beo nha, lấy beo thì chốt lấy giùm em mã 25 mấy chị. 25 cho chị Thiên Tâm nè. Em còn mảnh lụa giấy đi mấy chị. Lụa giấy giùm em nha. Lụa giấy hoa mấy chị ơi, lụa giấy hoa giùm em. Lụa giấy hoa này em còn được 3,5 mét nha. 3,5 mét lụa giấy hoa lấy hết thì chốt không thì chia này, chắc lụa giấy nhẹ cho mấy chị luôn. 3,5 mét lấy hết thì chốt không thì chia. 3,5 mét 53.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 53. 53.000 lấy hết thì chốt không thì chia mấy chị, 53.000 nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 53. 53.000 lấy hết thì chốt không thì chia mấy chị, 53.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 53 nha. Em còn mảnh hoa nhí đen nè mấy chị. Hoa nhí đen này em còn được 1,1 mét nha. 1,1 mét hoa nhí đen chắc vo lụa lên áo kiểu giùm em nè. 1,1 mét. Cái này đậu lục rồi. Theo mà. Theo một đầu. Hay. Ừ. Là theo đầu đây nè. Tưởng đâu rớt ra là thấy nó rớt ra rồi đó. 19.000 mấy chị. Chị nào mà canh may đồ áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 áo giùm em nha, áo nhí chắc vo lụa mà chị, 19.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 áo giùm em nha. 19.000, 19 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh lụa hoa chăn nè mấy chị. Chăn hai đầu cho mấy chị nha. Chăn hoa màu cam, chắc 100D co giãn cho mấy chị nè.
À lấy chân thì chốt lên giùm em vừa nha. Chân này em còn được 1m2 mấy chị. 1m2 hoa chân nha. Chắc co giãn cho mấy chị nè. 1m2. Ai lấy chân thì chốt lên giùm em. 1m2 25.000 mấy chị. 1m2 25.000 lấy chân thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 chân giùm em nhân lấy chân thì chốt lên giùm em mã 25 mấy chị. 25.000. Em còn mảnh mango nè mấy chị. Em còn mảnh hoa cúc nha. Lỗi rồi ốc ơi. Em còn mảnh nhí nâu nè mấy chị ơi, nhí nâu giùm em. Nhí nâu là chắc von lụa giùm em nè, nhí nâu chắc von lụa nha, em còn đủ áo. 1m1 đủ áo nha, chị nào mà canh may lên đủ áo thì chốt đó giùm em, nhí nâu mấy chị, 1m1. 1m1 này là 17.000. Cái đó nó bị lỗi rồi chị ơi, cái đó nó bị lụng lỗ thì to luôn chị, không có canh may được đâu. Nó còn nhỏ xíu mà nó còn bị lụng nữa chị. 17.000 nhí nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 17 mấy chị. 17.000. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 17. 17.000 giùm em nha. Cái chỗ cái đầu viên đó đó đó. Dưới giữa. 17.000. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 17. Đang kéo kéo cái đụng chúng lỗ luôn. Em còn mảnh nhí đỏ nè mấy chị. Lụa nhí đỏ giùm em nha. Lụa nhí đỏ này em còn được 1m5 nè mấy chị. 1m5 nhí đỏ nha, chắc co giãn cho mấy chị nè. Ai lấy nhí thì chốt với giùm em nha. 1m5. 1m5 này là 31.000. Ai lấy nhí thì chốt với giùm em mã 3. Mày búp bê. Là chị muốn lấy cái hoa đó đúng không? Để em share cho chị nha. Nếu mà chị may búp bê thì may đủ á chị. Để em share cái đó cho chị nha. 31.000 nha chị ơi. 31.000 nhí đỏ nè. Lấy nhí đỏ thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 nha. Cái này nó bị lụng nha chị ơi. Nó bị lụng vậy để em sale cho chị nè. Cổ ghê chưa. Sale 15.000 nha chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã sale 15 nha. Sale 15 hoa cúc mấy chị. Hoa cúc sale 15 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã sale 15 nha. Sale 15 chị ơi, sale sale nha. Ghi giùm em mã sale để cho nó dễ chị. Lúc xếp đơn thì em tách nó ra để em khỏi cân ký nha. Ok, sale 15 cho chị Mai Chi nè. Em còn mảnh satin đốm nè mấy chị. Satin đốm nè em còn. Satin đốm nè em còn được 4m5 mấy chị. 4m5 satin chắc mềm rũ cho mấy chị nha. 4m5 lấy hết thì chốt không thì kèm mét lên giùm em nha mấy chị. Xe 15. Xe 15 em hết nha mấy chị, chồng mảnh khác giùm em. Chị Tuyết Ánh, chị cũng muốn may đồ búp bê hả chị? Tại chị muốn may đồ búp bê giống chị Mai Chi không? 64.000 mấy chị ơi, 64.000 4m5 lấy thì chốt lên giùm em mã 64 nè. 64.000 đốm nha mấy chị ơi, đốm satin mềm rũ cho mấy chị luôn nha. 64.000 4m5 lấy thì chốt lên giùm em mã 64. 64.000 giùm em nha, lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 64 mấy chị. 64.000 giùm em nè. A à, lấy thì chốt lấy giùm em mã 64. Em nó đẹp nhưng mà nó bị chắc chị không canh may đồ áo được đâu, cái đó nó bị lụng lỗ thì to luôn mà. May đồ búp bê thì còn may được chứ, may đồ cho người sao may chị. Em còn được 1m2 này mấy chị. 1m2 von nha. 1m2 18.000. A à, lấy von thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000 von giùm em nha. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 18 mấy chị. 18.000. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 von giùm em nha. 18.000 mấy chị. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị ơi. Lụa hoa chắc 100D co giãn như mấy chị luôn. Em còn được 1m7. 1m7 lụa hoa nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em lên một cái đầm mấy chị. Lên một cái đầm xòe 31.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 hoa giùm em nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 31 mấy chị. 31.000 nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 hoa nha. 31.000 mấy chị. Mua vải giùm mày đồ cho búp bê có tông kìa chưa. Em còn mảnh mango nè mấy chị.
Mango hoa lon giùm em nha. 31 cho chị Tuyết Ánh nè. Mango hoa lon nha mấy chị. Mango hoa lon này em còn đủ áo thôi mấy chị. Mango hoa lon này em còn được. Con mạnh chứ nhiều. Dạ mất còn nhiều. Đấy là con của người. Mango hoa lon này em còn được 90 phân nè mấy chị. 90 phân 19 ngàn. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt nó giùm em nha. Mango hoa lon rất là đẹp đúng mấy chị. Nhưng mà nó còn nhỏ quá nha. 90 phân mấy chị. 90 phân chị nào mà canh may đồ áo thì chốt nó giùm em nha. 90 phân 19 ngàn. Lấy băng gồ thì chốt nó giùm em mã 19 nha. Em còn mảnh nhí xanh nè mấy chị. Nhí xanh này em còn được 1m1 nha. 19 cho chị Tuyết Ánh luôn nè. 90 phân thôi nha chị ơi. 90 phân 1m1 đủ lên áo kiểu mấy chị. Chắc co dạng cho mấy chị nè. 1m1 1m1 này là 25 ngàn mấy chị. Lấy nhí thì chốt nó giùm em mã 25. 25.000 nhí giùm em nha. Lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 25 mấy chị. 25.000 mấy chị ơi. 25.000 lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 25. Em còn mảnh mango đốm nha mấy chị. 25 cho tỷ Tuyết Anh luôn nha. Em còn mảnh mango đốm mấy chị ơi. Mango đốm nhí giùm em nha. Mango đốm nhí này em còn được 2m. 2m đốm nhí giùm chị. Đốm màu xanh giùm em 2m. Chắc mango rất là đẹp luôn nha. 2m nè. 2m này là 30.000 mấy chị. 2m 30.000. Lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 30. 30.000 mango giùm em. Lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 30 nha. 30.000 mấy chị. 30.000. 30 cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa hồng nha. Von hoa hồng này em còn được 1m2 mấy chị. 1m2 von hoa hồng, hoa rất là xinh luôn mấy chị. Nhưng mà nó còn được 1m2 thôi nha. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lấy giùm em nè. 1m2 16.000 mấy chị. Hoa 16.000. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 16. Hoa rất là xinh luôn mấy chị. 16.000. 1m2 16.000 nha. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 16. 16.000 hoa mấy chị. 16.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 16 nha. Em còn mảnh satin nè mấy chị. 16 cho chị Thiên Tâm nè. Satin hoa nè mấy chị ơi. Satin hoa 16 đó là von nha chị Thiên Tâm ơi. Von giùm em. Von lên đồ là phải lót nè. Cái này em còn được 2m rưỡi nè mấy chị. 2m rưỡi satin nha. Ai lấy satin thì chốt phải giùm em nè. 2m rưỡi. 2m rưỡi nên là 61.000 nha. Ai lấy thì chốt phải giùm em mã 61. 61.000 satin nha mấy chị ơi. Satin này là satin dày giùm em. 61.000. Lên một cái đầm rất là đẹp mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 61. Em chào chị ở Hòa Bảo nè. 61.000 giùm em nha. Em còn mảnh mango nè mấy chị. Mango nhí đen nha. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em. Mango nhí đen. Mango này em còn đủ áo thôi mấy chị. Mango này em còn được 1m1 đủ áo nha. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em. Áo nè. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000 áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18 mấy chị. 18.000. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000 áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18 này. Chắc mango rất là đẹp luôn mấy chị. Em còn mảnh lụa beo nha. 18 chị Tuyết Ánh ơi. 18.000. 18 cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh á lụa beo nè mấy chị. Lụa beo chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn nha. Lụa beo này em còn được 2m rưỡi nha mấy chị. 2m rưỡi lụa beo này chắc co giãn cho mấy chị luôn nha. Ai lấy beo thì chốt lấy giùm em beo 2m rưỡi. Lên đồ bộ váy đầm. Beo này là 46.000 mấy chị. 46.000 beo nha. Lấy beo thì chốt lấy giùm em mã 46. 46.000 mấy chị. 46.000. Lấy beo thì chốt lấy giùm em mã 46 nha. Beo 46.000 mấy chị. Lấy beo thì chốt lấy giùm em mã 46. 46.000 beo. Beo 46 cho chị Nguyễn Giang nè. Em còn Bảo Tố tới nè. Em còn mảnh lụa lá nè mấy chị. Bảo con mình. Em còn mảnh lụa lá nha. 46 em bỏ cho chị rồi nha chị Nguyễn Giang ơi. Em còn mảnh lụa lá này em còn được 1m4 nha. 1m4 lụa lá mấy chị. Chị chỉ cần comment một lần là được rồi. Chắc
cắt 100D mẹ. 100D co giãn cho mấy chị nha. 1m4 này là 26.000 mấy chị, 26.000 1m4 nha. Lên áo kiểu không thì lên chân váy giúp em nha, 1m4 mấy chị. 1m4 26.000, ai lấy lá thì chốt với giùm em mã 26. 26.000 lá nha. 26.000 lá mấy chị. Lấy lá thì chốt với giùm em mã 26 nè. Em còn mảnh mango nhí nè mấy chị. Mango nhí nha. Cúc, cái này là cúc nhí giúp em mấy chị ơi, cúc nhí. Cúc nhí này em còn được 1 mét đủ áo mấy chị. 1 mét đủ áo nha, chị nào mà căng may đủ áo thì chốt lên giùm em 1 mét. 1 mét này là 19.000 mấy chị. Lấy nhí chốt lên giùm em mã 19. 19.000 nhí giùm em nha, chắc mango mấy chị. Mango nhí giùm em 19.000, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 nhí nha. 26 cho chị Tuyết Hoa nè. 19 cho chị Tuyết Ánh nè. Chị Tuyết Hoa chọn thêm cho đủ đơn giùm em với nha, chọn tầm 4-5 mảnh nữa cho đủ đơn nha chị. Tại hôm nay like cuối của em rồi á, mai em chốt đơn nha. Mấy chị nào mà chưa đủ đơn thì cố gắng chọn cho đủ đơn nha mấy chị ơi. Cố gắng giùm em với. Em còn mảnh á, hoa nhí nha mấy chị. Hoa nhí chắc vo lụa giùm em nha. Nhí chắc vo lụa này em còn được 1,5 m nè. Này có đâu rồi đúng không? Đâu có, chưa mà. Hoa nhí chắp vo lụa nhân 27.000 mấy chị. 27.000 nhí, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27. Nhí màu ghi giùm em nhân 27.000. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27 mấy chị. 27.000 nhí nha, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27. Em có mảnh mango bi nè mấy chị. Mango bi này em còn được 1,2 m nha. 27 cho chị Tuyết Ánh nè. 1,2 m mango bi này là 27.000 mấy chị. 27.000 1,2 m chắc mango loại 1. Lên 28. Cái mã hồi nãy cũng 27. Cái này lên 28 cho khỏi chung mã mấy chị ơi. B này lên 28 cho khỏi chung mã nè. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị nha. 28 giùm em nha chị Tuyết Nguyễn ơi, 28 giùm em. Tại cái mã hồi nãy nó cũng 27 á. 28 với chị Tuyết Nguyễn nè. 28 em phép nha mấy chị ơi, chọn mảnh khác giùm em. 28 đó em có mảnh nè. Chọn mảnh khác giùm em với. Em còn mảnh von bi nè mấy chị. Von bi nha, lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em với nha. Ai bấm chưa? Chưa. Bi này em còn được 4m mấy chị. 4m von bi nha. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em, lót lên áo dài. Cần không ai chốt. Lót lên áo dài váy đầm áo kiểu em nha. Bi lót lên đồ rất là đẹp luôn mấy chị. Bi 4m lấy hết thì chốt, không thì chia nè. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em với nha. Bi 4m thì là 56.000. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 bi giùm em nha. Lót lên đồ rất là đẹp mấy chị. 56.000. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 bi giùm em nha. Lấy bi thì chốt lên giùm em mã 56 mấy chị. 56.000. Em còn mảnh đốm màu nâu nha. Đốm màu nâu này là chắc con lụa mấy chị. Chắc von lụa đốm nha. Đốm này em còn đủ áo thôi. 2m bi cho chị Mai Chi nè. Bi đó là von nha chị ơi. Von lên đồ là phải lót giùm em nha. Đốm này em còn được 1m2 đủ lên áo kiểu nè. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em. Em chào chị Đông Thu nè. 23.000 đốm nha mấy chị. 23.000 đốm, lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 giùm em nha. Chị nào lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 23 nè. 23.000 giùm em nha, lấy đốm thì chốt với giùm em mã 23. 26 nít có hai chốt à? Không. 23 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Em còn mảnh 23. Em còn mảnh lụa đuổi nha mấy chị. Lụa đuổi đốm giùm em nha. Đốm nha mấy chị. 23 em hết nhưng mấy chị chọn mảnh khác giùm em. Em còn được 1m7 nha. 1m7 đó nha mấy chị. 1m7 này là 34.000, lên đồ bộ váy đầm nha. 1m7 34.000, lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000 đốm giùm em nha, lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 37 mấy chị. 37.000 nè. Lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 37. Thấy thì còn nè.
Em còn một mảnh 23 cho chị Tuyết Ánh nha. Em còn được một mảnh nè. Con này. Em mở nhau. Em còn mảnh hoa này mấy chị ơi. Hoa giùm em nha. Lụa hoa mấy chị. Lụa hoa này em còn được 2 mét. 2 mét lụa hoa chắc co giãn cho mấy chị nè. Lên một cái đầm xùy nha, không thì lên đồ cho bé mấy chị. Hoa lên đồ cho bé rất là dễ thương luôn nha. 2 mét. 2 mét này là 31 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mà. Dạ. 31 ngàn hoa nha. Quăng đi chứ để nó lộn bây giờ. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mà. 31 mấy chị. 31 ngàn nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em mà. 31 nha. 31 ngàn hoa mấy chị ơi. 31 ngàn. Em chào chị Linh Trần nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mà. 31 31.000 mấy chị, 31.000 giùm em. Em còn mảnh von hoa này mấy chị. Von hoa nhí xanh nha. Lót lên áo kiểu váy đầm mấy chị. Nhí xanh này em còn được 1m6 nè. 1m6 nhí xanh nha. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em. Nhí 1m6 này là 23.000. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 23. Von lên đồ là phải lót giùm em nha. 23 mấy chị, 23.000 nhí nè. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 23 nha mấy chị ơi. 23.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 23 mấy chị ơi. 23.000. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 23 nha. 23.000 giùm em. Em còn mảnh lụa lá nha mấy chị. Lụa lá nha. Lụa lá này em còn được 1,5 mét. 1,5 mét lụa lá chắc co giãn cho mấy chị nè. Co giãn nha. 1,5 mét đổ lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em. 1,5 mét 28.000. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 lá nha mấy chị. 28.000 nè. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 giùm em nha. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. 28 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Em còn mảnh lụa von họ Tiết nè mấy chị. Von họ Tiết giùm em nha. Họ Tiết này lót lên áo dài rất là sang luôn mấy chị. Lót lên áo dài váy đầm áo kỹ giùm em nha. Họa tiết này em còn được 2m8 mấy chị. 2m8 họa tiết nha. Lót lên áo dài bao sang giùm mấy chị luôn. 2m8. Ai lấy von thì chốt lên giùm em nha. Von lên đồ là phải lót giùm em nè. 2m8 này là 41.000. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 41. 41.000 von nha. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 41 mấy chị. 41.000 nè. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 41. 41.000 giùm em nha mấy chị ơi. Von 41.000. Lót lên áo dài váy đầm áo kiểu nha. 41.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 41. Em có mảnh lụa vợt nè mấy chị. Lụa vợt giùm em nha. Vợt chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Vợt này. Vợt này em còn được 3m nha mấy chị. 3m vợt chắc co giãn lên đồ bộ váy đầm giùm em nha. Chắc 100D mấy chị. Ai lấy vợt thì chốt lên giùm em nha. Vợt 3m này là 56.000. Ai lấy vợt thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 vợt giùm em nha. Lấy vợt thì chốt lên giùm em mã 56 nha mấy chị. 56.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 56 mấy chị. Em còn mảnh lụa đuổi mấy chị ơi. Lụa đuổi giùm em. Lụa đuổi hoa đỏ nha. Cái này em còn đủ áo mấy chị, em còn được 1m2 đủ áo nè. Chị nào mà canh may lên đủ áo thì chốt lên giùm em nha, không thì lên một cái chân vây mấy chị. 1m2 này là 35.000, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 35. 35.000 hoa đỏ nha. Lấy hoa đỏ thì chốt lên giùm em mã 35 mấy chị, 35.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 35. 35.000 giùm em. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị. Lụa hoa hồng nha. Lụa hoa hồng này em còn đủ áo luôn nè. Lụa hoa hồng này em còn được 1m đủ áo nha. Chắc co giãn cho mấy chị nè. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em nha. Em còn được 1m nè mấy chị. 1m hoa. 1m này là 19.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 hoa giùm em nha mấy chị. 19.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 19 nha. 19.000 giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị. 19.000. Hoa 19 cho chị Thiên Tâm nè. Em còn mảnh lá nha mấy chị. Lá đủ màu nha.
Lá đủ màu giùm em chắc 100D coi dạ nhưng mà chị luôn. Lá đủ màu này em còn được 1m2 nha. 1m2 lá mấy chị chắc coi giảng nè. 1m2 chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em nha. 1m2 mấy chị. 1m2 này là 24.000, ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 lá giùm em nha, lấy lá thì chốt lên giùm em mã 24 mấy chị, chắc rất là đẹp luôn nha, 24.000. 24.000 1m2 nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 24. Em còn mảnh lụa họa tiết nha mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Lụa họa tiết này em còn được 1m2, cái này là lụa giấy mấy chị. Lụa giấy 1m2 lên áo sơ mi kiểu mấy chị, 1m2. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 17. 17.000 họa tiết nha, lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 17 nè. 17.000 giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 17. Em còn mảnh theo đục lỗ nè mấy chị. Theo đục lỗ giùm em nha, lót lên áo kiểu váy đầm nè, không thì để phối tay phối viền nha. Theo này em còn được 1m1 nè mấy chị. 1m1 lót lên áo kiểu giùm em nha, không thì lên đầm cho bé mấy chị, lót lên đầm cho bé giùm em nha. 1m1 này là 23.000, lấy theo thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 1m1 nha, lấy theo thì chốt lên giùm em mã 23 mấy chị. Theo được lỗ 23.000 nha, lấy theo thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 theo giùm em. Nghe chói tay quá rồi. Em còn mảnh lụa nè mấy chị, lụa trái tim giùm em nha. 23 cho chị Đông Thu nè. Lụa trái tim này em còn được 2m rưỡi nha mấy chị. 2m rưỡi giùm em nha, chắc co dạng nha mấy chị nè. 2m rưỡi chắc co dạng nha, lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy lụa thì chốt lên giùm em. 2m rưỡi này là 42.000, lấy lụa thì chốt lên giùm em mã 42. 42.000 trái tim nha mấy chị ơi, 42.000 trái tim nè, lấy trái tim thì chốt lên giùm em mã 42. 42.000 giùm em nha, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nè mấy chị, 42.000. Em còn mảnh lụa họa tiết nha mấy chị. Họa tiết hình cô gái giùm em nha. Họa tiết hình cô gái lên đồ cho mấy bé rất là dễ thương luôn nè. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em nha. Lên đồ bộ váy đầm đều được nha mấy chị. Họa tiết giùm em nè. Họa tiết này em còn được 4m mấy chị. 4m họa tiết nhân lấy hết thì chốt, không thì chi giùm em họa tiết hình cô gái rất là dễ thương luôn nha, 4m. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em. 4m đây là 76.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 76. 76.000 lấy hết thì chốt, không thì chi giùm mấy chị 76.000. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 76. 76.000 lấy hết thì chốt, không thì chi nha mấy chị ơi, 76.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 76. 76.000 giùm em nha, lấy thì chốt với giùm em mã 76 mấy chị. Em chào chị Phạm Lành nè. Em còn mảnh nhí đỏ nè mấy chị. Nhí đỏ giùm em nha. Nhí đỏ này em còn đủ áo nè, 1m đủ áo nha. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt với giùm em nè, chắc co dạng cho mấy chị, 1m. Ai lấy áo thì chốt với giùm em nha. 1m này là 19.000, lấy áo thì chốt với giùm em mã 19. 19.000 áo giùm em nha, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị, 19.000 này. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị, 19.000. Em còn mảnh nhí nha. Nhí này là chắc von lụa giùm em nè, nhí chắc von lụa. Nhí này em còn được 2m nha. 2m nhí chắc von lụa lên đồ bộ váy đầm. Cái này là lụa ha, lụa ngọc trai á chị Mai Chi ơi. Cái này là màu tím môn giùm em nha, lụa ngọc trai á chị. Cái này là lụa ngọc trai giùm em. Lấy thì chốt lên, lấy thì kèm mét lên giùm em nè. Lấy thì kèm mét lên giùm em nha. Nhí đi là 38.000 mấy chị, 38.000 2m. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 38. 38.000 giùm em nha, nhí mấy chị. Nhí 38.000, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 38.
38.000 giùm em nha. 38 cho chị Tiết Nguyễn này. Em còn mảnh lụa hoa đen nè mấy chị. Lụa hoa đen giùm em nha. Lụa hoa đen này em còn được 2 mét mấy chị. 2 mét lụa hoa đen nhân lên đồ cho bà cho mẹ, lên váy đầm đồ bộ đều được nè. 2 mét. 2 mét này là 37.000, ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 37. 37.000 hoa đen giùm em nha, lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 37 mấy chị. 37.000 2 mét lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 37. 37.000 giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 37 mấy chị. Dạ cái này là màu xám ghi chị ơi, màu xám ghi chắc đuổi giùm em nha, xám ghi chắc đuổi. Lên đồ bộ váy đầm đều được nha. 37 cho chị Hương Trăng nè. Chị ơi lên số điện thoại giùm em với nha. Chị Hương Trăng lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nè. Với lại hôm nay là like cuối nha. Mấy chị chưa đủ đơn thì cố gắng chọn cho đủ đơn giùm em để mai em đi đơn luôn nè. Em còn mảnh beo nè mấy chị. Không màu bì kia. Màu xám khói. À 2 mét xám khói cho chị Tuyết Nguyễn nè. Chị Mai Chi màu màu bì kia. Hồi nãy màu băng cục hả? Màu băng cục là màu nào? Màu băng cục là đỏ đơn. Màu này hả chị? Màu này đúng không? Đúng phải màu này không? Cái này là màu đỏ rượu nhưng chị ơi. Màu đỏ rượu cái này là cái này màu đỏ rượu giùm em nhăn, chất trượt á chị. Chất trượt nhăn nó giống như là satin nhưng mà nó dày dặn hơn là satin nhăn. Lên đầm thiết kế rất là đẹp luôn á chị. Lấy thì kèm mấy lên giùm em nè. Trượt nhăn, trượt màu đỏ rượu nha chị ơi. Dạ ok chị nè. Em còn mảnh lụa be nè mấy chị. Lụa be giùm em nhăn. Chị Hương Trăng lên số điện thoại giùm em nhăn chị ơi. Lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nè. Em còn được 1m8 nha mấy chị. 1m8 beo nha. Ai lấy beo thì chốt lấy giùm em 1m8 chắc co dạng nhẹ cho mấy chị nè. Beo 1m8. Lấy beo thì chốt lấy giùm em nha. 1m8 31.000 lấy beo thì chốt lấy giùm em mã 31. 31.000 beo giùm em nha. Lấy beo thì chốt lấy giùm em mã 31 với chị 31.000. Ok em thấy số nè. Chị chọn tầm 4-5 mảnh nữa cho đủ đơn nha chị ơi. Chọn thêm giùm em. Chọn thêm giùm em để mai em đi đơn luôn. Hôm nay like cuối nha mấy chị ơi. Like cuối giùm em nè. Em còn mảnh sọc đủ màu nè mấy chị. Sọc đủ màu giùm em nha. Sọc đủ màu này em còn được 2m. 2m sọc đủ màu chắc co giãn cho mấy chị nè. Lên đồ bộ váy đầm, lên quần ống suông ống rộng đều được nha. 34.000 sọc mấy chị. 34.000 ai lấy sọc thì chốt lấy giùm em mã 34. 34.000 giùm em nha. Lấy sọc thì chốt lấy giùm em mã 34 mấy chị. 34.000 lấy sọc thì chốt lấy giùm em mã 34. 34.000 giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 34 mấy chị. Em còn mảnh von nữa chị ơi. Thì nó dày dặn á chị ơi. Trượt là nó dày hơn satin nha. 34 cho chị Đông Thu nè. Vậy là em cái cho chị 1m5 cái này đúng không? Cái này lên đầm thiết kế bao đẹp đúng không chị? Chắc nó mướt đẹp đúng không chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Nếu mà chị ok thì để em cái cho chị 1m5 nha chị Mai Chi. Cắt thì ok lại giùm em. Em cũng không biết nữa chị ơi. Chị cắt đi rồi em căng lên cho chị nha. Tại em bán ký mà em đâu có bán mét đâu. Dạ ok chị nè, để em cái cho chị 1m5 nha. Von mấy chị ơi, von hoa giùm em nè. Hôm qua hoa này em còn được 2m rưỡi nhưng mà chị 2m rưỡi hoa nha. Sao mẹ bấm cái này đó dễ? Tại vì ok cho biết cho nó đâu. 2m rưỡi hoa này là 37.000 nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 37 mấy chị. Von hoa mấy chị ơi, lên đồ là phải lót giùm em nha. 37.000 lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 37. 37.000 hoa mấy chị, 37.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 37 nha. 37 cho chị Đông Thu nè. Von nha chị ơi, von lên đồ là phải lót giùm em nè. Em còn mảnh thô sọc nè mấy chị. Thô sọc giùm em nha.
Ok chị ơi. Trinh Mai này, vậy là chị có cách không chị Trinh Mai ơi? Chị có cách các cái màu đỏ rượu đó không? Em còn được 2 mét nha mà chị. 2 mét rưỡi thô nha, 2 mét rưỡi thô sọc giùm em. Ai lấy thô thì chốt với giùm em nè. 2 mét rưỡi này là 48 ngàn mà chị. 48 ngàn sọc, lấy sọc thì chốt với giùm em mà 48. 48 ngàn giùm em nha. Sọc màu xanh lá non mà chị 48 ngàn. Lấy sọc thì chốt với giùm em mà 48. 48 ngàn giùm em nha, 48 ngàn. Căn thử. Em còn mảnh lanh bi nè mấy chị. Lanh bi giùm em nha. Thấm đậm. Lanh bi này em còn được 1 mét rưỡi nè mấy chị. 1 mét rưỡi lanh bi nha. 1 mét rưỡi này là 49 ngàn hả chị Mai Chi ơi, 49 ngàn nha. Chị Trinh Mai thấy không chị? Cái này là 1 mét rưỡi 49 ngàn nha. Chắc cái 1 mét 8 của chị chắc cỡ tầm 50 mấy ngàn hả chị? 5 mấy ngàn nha. Nó hơi dày dặn nhưng mà lên đầm bao giá trị cho mấy chị luôn. Bi này là lanh đuổi bi này là 26 ngàn mấy chị ơi. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn bi 1 mét rưỡi nha. Vậy chị Trinh Mai chị có cắt nữa không? Có cắt nữa không chị? Cắt thì ok. Dạ ok, để em cắt cho chị 1 mét rưỡi nha. Ok chị nè. Em chào chị Ngọc Dầu nè. 26 ngàn lanh bi mấy chị ơi. Lấy bi thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn mấy chị. 26 ngàn giùm em nha. Ok chị Trinh Mai nè. Em còn mảnh theo nè mấy chị. Em còn mảnh theo hoa nha mấy chị ơi. Theo hoa giùm em. Ai lấy theo hoa thì chốt lấy giùm em nè. Lấy hết thì chốt, không thì kèm mấy lấy giùm em nha. Em còn nhiều mấy chị. Theo hoa. Em cắt cho chị rồi đó. Em cắt 1 mét rưỡi để em căng lên cho chị rồi đó chị Mai Chi. Em mới cắt, em mới căng cho chị luôn á. 49 ngàn hả chị? 1 mét rưỡi đó 49 ngàn nha. Em còn được 4 mét rưỡi nè mấy chị. 4 mét rưỡi theo hoa giùm em nha. Ai lấy theo hoa thì chốt hết giùm em. Lấy hết thì chốt, không thì kèm mét giùm em nè. 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi nha. 4 mét rưỡi này là 90 ngàn mấy chị. Ai lấy theo thì chốt hết giùm em mã 90. 90 ngàn theo giùm em nha. Lấy theo thì chốt hết giùm em mã 4. Dạ em cắt cho chị 1 mét rưỡi rồi chị Trinh Mai ơi. 90 ngàn lấy theo thì chút lấy giùm em mà 90 mấy chị. 90 ngàn giùm em nha. 90 ngàn. Này của Đông Thu á. 37 Đông Thu à. Lướt giùm hai cái này lướt qua chị. 37 chứ Đông Thu. 90 Đông Thu. 90 cho chị Đông Thu luôn nè. Em còn mảnh lụa lân vũ đi mấy chị. Lụa lân vũ giùm em nha. Chắc 100D co giảm cho mấy chị luôn nè. Lụa lân vũ này em còn được 3 mét rưỡi nha mấy chị. 3 mét rưỡi lân vũ chắc co giảm nè. 3 mét rưỡi là hết thì chốt, không thì chia giùm em nha. 3 mét rưỡi. Ai lấy lân vũ thì chốt với giùm em nha. 3 mét rưỡi này là 56 ngàn mấy chị. 56 ngàn lấy hết thì chốt, không thì chia. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 56. 56 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 56 mấy chị. 56 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 56 nè. 56 ngàn lông vũ. Nói chụp là nói tiếng gì vậy? 56 ngàn lông vũ mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em, không thì chia nha. 56 ngàn. Em chào chị Kim Phụng nè. Em còn mảnh satin nè mấy chị. Satin họa tiết giùm em nha. Satin họa tiết. Satin họa tiết thì em còn được 1m6 nha mấy chị. 1m6 satin giùm em. 1m6 lên đồ đùi váy đầm nè. 56 cho chị Đông Thu luôn nè. 1m6 24 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 24. 24 ngàn satin nha mấy chị. 24 ngàn chắc mềm rũ cho mấy chị nè. 1m6 24 lấy thì chốt lên giùm em mã 24 mấy chị. 24 ngàn giùm em nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 24 ngàn. 24 cho chị Hương Trăng nè. Mạng yếu quá hả chị ơi? Nhắn mạng bên chị yếu quá. Bên em nó vẫn bình thường nha.
Long Vũ. Long Vũ rồi em bỏ hết cho chị Đông Thu rồi chị Linh Trần ơi. Em bỏ hết cho chị Đông Thu rồi nha. Vậy thương lượng với chị Đông Thu đi. Em còn mảnh von họa tiết nè mấy chị. Von họa tiết này em còn được 4 mét nha. 4 mét von họa tiết nè mấy chị, lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nè. Lót lên áo dài váy đầm áo kiểu nha. Von mấy chị. Von họa tiết màu rất là đẹp luôn nha. 4 mét lấy hết thì chốt không thì chi nha. Đỏ sao trên. Cái này là màu hồng á chị ơi, nhĩ hồng nha. Nhĩ hồng chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn nha, nhĩ hồng. Nhĩ hồng chắc 100D co giãn, lấy thì kèm mét lên giùm em. 56.000 mấy chị. 56.000 họa tiết nha, lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 4 mét lót lên áo dài rất là đẹp luôn mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em 56.000. 56.000 4 mét này, lấy hết thì chốt không thì chi nha. 56.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 mấy chị, 56.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 56 nha. 56.000 giùm em mấy chị ơi, 56.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56 mấy chị. Họa tiết rất là đẹp luôn nha, 56. Em còn mảnh bi đỏ nè mấy chị. Lụa bi đỏ giùm em nha. Lụa 100D co giãn cho mấy chị luôn. Lụa bi đỏ này em còn được 1m6 mấy chị. Sao vậy? Ủa sao vậy? 1m6 bi đỏ nha. Ai lấy bi đỏ thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 bi đỏ. Phân ở đó đi. 28.000. 28.000 đủ lên đồ bộ vậy đâu nha mấy chị. Lấy bi thì chốt lên giùm em mã 28 nè. 28.000 bi chúng thì may bảo nữa đó mà dạ. May bảo bay trôi vải luôn. Mai bảo nó bay trôi vải luôn. 27.000 giùm em nha, 27.000 mấy chị. Mấy chị lo ngắm em đi chứ ngày mai ở chỗ em nó bảo á, chắc nó mưa trôi em luôn á. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị ơi, lụa hoa hồng giùm em nè. Lụa hoa hồng nha. Lụa hoa hồng này em còn được 2,5 mét mấy chị. 2,5 mét lụa hoa hồng chắc co giãn cho mấy chị luôn. 2,5 mét lên đồ bộ váy đầm nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 46 mấy chị. 46.000 hoa nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 46 nè. 46.000 mấy chị ơi, 46.000 lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 46. 46.000 hoa giùm em nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 46 mấy chị. 46.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 46 nha. 46.000 hoa nè. Hoa 46.000. Em còn mảnh á, lụa mấy chị. Lụa vàng giùm em nha. Cái lụa này là có hình con mèo. Sóng mấy chị ơi. Lụa gợn sóng có hình con mèo này em còn được 1,5 mét nè. 1,5 mét nha. Chắc co giãn cho mấy chị nè. 1,5 mét lên đồ bộ váy đầm nha. Đồng thu á. 56. 24.000 mấy chị ơi, 24.000. Lấy gợn sóng thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 1,5 mét nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 24 nè. 24.000 giùm em nha mấy chị ơi, 24.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 24. Mình sáng biết mới được 1,5 mét á, phải giặt cho cái là 2 mét là giá được. Mà giờ nó được chứ không. Giờ phải ráng chứ giờ ráng gì không. Em còn mảnh hoa tím nha mấy chị. Hoa tím giùm em nha, cái này là chắc băng gồ giùm em nè. Mango hoa tím nha mấy chị. Hoa tím thì em còn được 3 mét mấy chị. 3 mét hoa tím nhăn lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em 3 mét. 3 mét này là 47.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 47. 47.000 hoa nhăn, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 47 mấy chị. 47.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 47. 47 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Em còn mảnh von nè mấy chị. 47 em hết nha mấy chị, chọn mảnh khác giùm em. 47 em hết rồi mấy chị ơi, 47 em hết rồi. Em có mảnh von nè mấy chị, von nhí giùm em nha. Von nhí nè em còn được 2 mét mấy chị. 2 mét von nhí nha, lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè, 2 mét. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em nha, nhí.
2 mét này là 31.000 lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 31. 31.000 nhí nha, lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 31 với chị 31.000 cho vài mảnh ơi. 31.000 giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 31 với chị 31.000. Cũng như là lúc tôi lúc ban đầu vậy má. Em còn mảnh lụa nhặt nè mấy chị. Lụa nhặt giùm em nha. Lụa nhặt họa tiết giùm em nè. Lụa nhặt này em còn được 2 mét nha. 2 mét họa tiết mấy chị. 2 mét họa tiết. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em nha. 2 mét đây là 20.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 họa tiết giùm em nha. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 20 mấy chị. 20.000 chắc lụa nhặt mềm rũ cho mấy chị luôn. Em chào chị Hiếu Đặng nè. 20.000 ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nha. 20.000 giùm em, chắc rất là đẹp đúng không chị? 20 cho chị Đông Thu nè. Em còn mảnh xốp hoa nè mấy chị. Xốp hoa giùm em nha. Có bông to lụa không em? Dạ chị xem like chọn giùm em nha chị ơi, xem like chọn giùm em với. Em còn mảnh xốp nha mấy chị. Xốp hoa nha, xốp hoa này em còn được 3 mét nè. 3 mét xốp hoa. Có phối caro cho mấy chị nha. Caro rồi mấy chị ơi. 3 mét ai lấy xốp hoa thì chốt lấy giùm em nè. 3 mét. 3 mét là 54.000 mấy chị. 3 mét 54.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 54. 54.000 3 mét giùm em nha, lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 54 mấy chị. 54.000. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 54 nha. 54.000 hoa giùm em 54. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa này em còn được 1m7 mấy chị. 1m7 lụa hoa chắc co giãn cho mấy chị nè. Em chào chị Yến Đỗ nha. 1m7 này là 30.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 hoa mấy chị ơi. 30.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30 nha. 30.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 30. Em còn mảnh mango chữ nè mấy chị. Mango chữ giùm em nha. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. Em còn được 1m7. 1m7 mango mấy chị. 1m7 lên đồ bộ váy đầm nè. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000 1m7 nha. Lấy mango chữ thì chốt lên giùm em mã 37 mấy chị. 37.000 chắc mango rất là đẹp luôn nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000 mango mấy chị ơi. 37.000. 37 cho chị Tiết Nguyễn nè, em còn một mảnh cho chị Linh Trần nha. Em còn mảnh lụa nè mấy chị. Lụa họa tiết mấy chị ơi, lụa cái này là con cá mập mấy chị. Hình con cá mập giùm em nha. Này mấy chị lên đồ cho bé rất là dễ thương luôn nè. Cái này em còn được 4 mét nha. 4 mét lụa hình cá mập mấy chị ơi, hình cá mập giùm em nè. 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia nè. Lên đồ cho bé trai bé gái đó đều được luôn nha mấy chị. 4 mét. 4 mét này là 69.000 mấy chị. 69.000 4 mét ai lấy thì chốt lên giùm em mã 69 nha. 69.000 giùm em họ thiết rất là dễ thương luôn. 69.000. 69.000 lấy hết thì chốt không thì chia mấy chị. 69.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 69. 69.000 giùm em nha. Em còn mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa mấy chị. Von hoa lót lên áo dài váy đầm áo kiểu đi mấy chị ơi. Von hoa giùm em. Von hoa này em còn được 3,5 mét nha. 3,5 mét von hoa. Lấy hết thì chốt không thì chia nè. Ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em nha. Von lên đồ là phải lót nha mấy chị ơi. Von 45.000. 45.000 3,5 mét lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000 hoa giùm em nha. 45.000 mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn nè. 45.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 45 nha. Lấy hết thì chốt không thì chia mấy chị. 45.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 45 nha. 45.000 lên áo dài bao đẹp cho mấy chị luôn nha. 45.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000 mấy chị. Em còn mảnh lụa họa tiết nè. Lụa họa tiết này em còn được 2 mét nha. 2 mét họa tiết mấy chị chắc co giãn cho mấy chị nè. Lên đồ pyjama đùi váy đầm nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em. Họa tiết 25.000 mấy chị.
họ tiết 25.000 này, ai lấy họ tiết thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 họ tiết giùm em nha, lấy họ tiết thì chốt lên giùm em mã 25 mấy chị. 25.000 giùm em nha, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 mấy chị ơi, 25.000. Em bán đồng giá 100.000 một ký nha anh chị Thùy Anh Nguyễn nè. Em bán đồng giá nha. Khúc vải màu hồng. Khúc vải màu hồng cái này là hoa nhí hồng nha chị ơi. Hoa nhí hồng chắc 100D nè. Chắc 100D giùm em, lấy thì kèm mét lên giùm em với nè. Em còn mảnh đốm nha mấy chị. Đốm nha. Đốm chắc von lụa giùm em. Đốm này em còn đủ áo mấy chị. Em còn được 1m1 đủ áo nè. Chị nào mà canh may đồ áo thì chốt nó giùm em nha. 25 cho chị Nguyễn Ngọc Hà nè. Nguyễn Ngọc Hà. Chị ơi lên số điện thoại giùm em với nha. Chị ơi lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nè. Không biết nữa. 24.000 giùm em. Chắc 100D hả chị ơi. Cái này là chắc 100D giùm em nha. 100D coi dạng cho mấy chị luôn. 24.000 mấy chị, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 24 nha. 24.000 đốm. Lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 24 nha mấy chị. 24.000 nè, lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 đốm giùm em nha. 24.000 mấy chị, 24.000. Chị dạ ok, em thấy số này chị chọn tầm 4-5 mảnh như cho đủ đơn nha chị ơi, tại tối nay là live cuối á. Live cuối giùm em. Hoa giống hồi nãy đi mấy chị. Chị Tuyết Ánh chị còn xem không chị ơi? Hoa này nãy chị muốn chốt này, hoa đẹp của chị đây 1m8 nha. 1m8 hoa mấy chị. Hoa này là đuổi lụa đuổi giúp em nha. 1m8 hoa lụa đuổi. 1m8 này là 45.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000 hoa mấy chị, 45.000 hoa. Đây chị. Hoa hồi nãy mà chị. Mà chị muốn lấy nè. Hoa mà hồi nãy chị Mai Chi mấy đồ cho búp bê này chị. 45.000 1m8 nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 45. Mấy giờ rồi? 45.000 mấy chị ơi, 45.000. Chị có lấy không chị Tuyết Ánh ơi? Lấy không để em bỏ cho chị Mai Chi luôn nè. Dạ ok, 45 cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh lụa lon nè mấy chị. Chị hỏi cái nào vậy chị ạ? Vân Kim ơi. Chị hỏi cái hoa đó, cái hoa đó là lụa đuổi nha chị ơi, hoa đó là lụa đuổi giùm em. Em còn được 2 mét nè mấy chị. 2 mét lụa hoa lon nha. 2 mét lụa hoa lon mấy chị. Hoa lon màu hồng tím giùm em nè, hồng tím nha. Lon rất là đẹp luôn nha, 2 mét. 2 mét này là 34.000, ai lấy thì chốt nó giùm em mã 34. 34.000 lon giùm em nha mấy chị ơi, 34.000 lấy lon thì chốt nó giùm em mã 34. 34.000 mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em mã 34 nè. Em còn mảnh theo nè mấy chị. Theo đục lỗ giùm em nha. Theo đục lỗ. Này mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm. Không thì để phối tay phối viền nha. Ai lấy theo thì chốt lên giùm em theo. Theo này em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 theo nha, lấy theo thì chốt không thì chia mấy chị. Ôi lấy hết thì chốt không thì chia đôi nè. 3m2 nha. 3m2 chia đôi nha mấy chị. 3m2 này là 70.000, lấy theo thì chốt nó giùm em mã 70. 70.000 theo giùm em nha mấy chị ơi, theo hoa giùm em nè 70.000. Lấy theo thì chốt nó giùm em mã 70. 70.000 lấy hết thì chốt không thì chia đôi mấy chị ơi, 70.000. Em còn mảnh lụa vàng nè mấy chị. Lụa vàng giùm em nha, chắc 100D coi dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy vàng thì chốt nó giùm em nha mấy chị, lên đồ bộ váy đầm. Vàng này em còn được 3m2 nha. 3m2 chắc co giãn cho mấy chị nè. Lên áo sơ mi kiểu, lên đồ bộ váy đầm đều được nha mấy chị. 3m2. 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha. 3m2 58.000. Ai lấy vàng thì chốt nó giùm em mã 58. 58.000 vàng giùm em nha. 58.000 mấy chị. 58.000 lấy hết thì chốt không thì chia đôi nè. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 58 nha. 58.000 giùm em nha mấy chị ơi. 58.000 lấy thì chốt nó giùm em mã 58. Em còn mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa lót lên áo kiểu váy đầm 58 chia cho chị Tiết Nguyễn nè.
Von hoa mấy chị ơi, von hoa giùm em. Lót lên áo dài váy đầm áo kiểu nha. Chị ạ. Von hoa này em còn được 2,5 mét nha mấy chị. 2,5 mét von hoa nha mấy chị ơi. Von hoa giùm em lên đồ rất là đẹp luôn nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nè, hoa 2,5 mét. Von lên đồ là phải lót giùm em nha mấy chị ơi. Von này là 38 ngàn. 2,5 mét 38 ngàn nha. 2,5 mét 38 ngàn. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 38. 38 ngàn giùm em nha. Mấy chị nào mà chưa đủ đơn cố gắng chọn đủ đơn giùm em nha mấy chị ơi. Cố gắng chọn đủ đơn để mai em đi đơn luôn nè. Cố gắng giùm em với. Em còn mảnh lụa caro này mấy chị. Lụa caro nhan trắng 100D co dạng như mấy chị luôn. Caro ô to nha. Cái này em còn được 1,7 m mấy chị. 1,7 m caro này. Chắc co dạng nha. Lên đồ bộ váy đầm. Lên áo sơ mi kiểu cũng được mấy chị. 1,7 m này là 30 ngàn. À lấy caro thì chốt lên giùm em mã 30. 30 ngàn 1,7 m nha. Lấy caro thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị. 30 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 30 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị. 30 ngàn. 30 cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh họa tiết hoặc hình nè mấy chị. Họa tiết hoặc hình may đồ cho bé nha. Họa tiết hoặc hình. Hoặc hình siêu dễ thương luôn mấy chị. Siêu dễ thương luôn nha. Ai có bé thì chốt về may đồ cho bé giùm em nha. Rất là dễ thương luôn nè. Cái này em còn nhiều á, chị nào lấy hết thì chốt, không thì kèm mét lên giùm em nha. Lấy thì kèm mét lên giùm em với. 100D á chị Tuyết Ánh ơi. Cái đó là 100D nha. Họ tiếc 30 em hết nha mấy chị ơi, chọn mảnh khác giùm em nè. Cái này em còn được 4,5 m mấy chị. 4,5 m họ tiếc nha. Họ tiếc lên đồ cho bé rất là dễ thương luôn nha. 4,5 m lấy hết thì chốt, không thì kèm mét lên giùm em nè. 4,5 m. 4,5 m này là 66 ngàn mấy chị. 66 ngàn. À lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 66. 66 ngàn họa tiết hoặc hình giùm em nhăn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 66 mấy chị. 66 ngàn lấy hết thì chốt, không thì kèm mét lên giùm em nhăn. 66 ngàn. À lấy thì chốt lên giùm em mã 66. Em còn mảnh lụa vợt này mấy chị. Lụa vợt chắc 100D co dạng như mấy chị nha. Lụa vợt lên đồ bộ váy đầm này em còn được 2 mét nè. 2 mét vợt nha, co giãn cho mấy chị luôn 2 mét. Ai lấy vợt thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. 2 mét này là 45 ngàn. Lấy vợt thì chốt lên giùm em mã 45. 45 ngàn vợt mấy chị ơi. 45 ngàn nè, lấy vợt thì chốt lên giùm em mã 45. 45 ngàn giùm em nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 45. 45 ngàn mấy chị. 45 ngàn. Em còn mảnh von hoa nha. Von hoa giùm em. Von hoa lót lên áo kiểu váy đầm. Von hoa này em còn được 2 mét nha. 2 mét lót lên áo kiểu váy đầm áo dài đều được mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn nha. 2 mét. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nha. Von lên đồ là phải lót nè mấy chị. 30 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. 30 ngàn hoa giùm em nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị. 30 ngàn nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30 nha. Em còn mình nhí đen nè mấy chị. Nhí đen giùm em nha. Nhí đen trắng 100D co dạng như mấy chị luôn. Lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha mấy chị. Nhí đen lên đồ cho bà cho mẹ đều được nè. Em còn được 1,7 m mấy chị. 1,7 m nhí đen chắc co dạng nha. Lên đồ bộ váy đầm, lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha. 1,7 m. 1,7 m này là 34 ngàn. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn nhí giùm em nhăn. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị. 34 ngàn. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn giùm em nhăn. 34 cho chị ở Hương Trăng nè. 34 em hết nhưng mà chị chọn mảnh khác giùm em. Này còn không ta? Nhiều nhí quá không nhớ nữa. Em chào chị Lê Hương nè. 34 em còn một mảnh cho chị Tuyết Ánh nè. Còn mình nữa. 34 chị còn đây nè. 1,8 m cái gì? 2 mét. Em còn một mảnh này là dài hơn nè mấy chị ơi. Một mảnh này em còn được 2,5 m nhưng chị Tuyết Ánh 2,5 m chị lấy không?
2 mét rưỡi này là 46.000 với chị. 46.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 46 nè chị Tuyết Ánh với chị Nguyễn Ngọc Hà nè. Chị nào lấy thì chốt lấy giùm. Dạ ok chị Tuyết Ánh nè. Em còn một mảnh 46 nữa nè chị Nguyễn Ngọc Hà ơi, chị lấy không? Lấy thì ok lên giùm em với. Cái này cũng 46.000 nha chị ơi. Cái này cũng là 46.000. Chị Nguyễn Ngọc Hà lấy thì chốt lấy giùm em nha. Lấy thì ok nè, ok chị Nguyễn Ngọc Hà luôn nè. Ngon quá, nó đẹp. Em còn mảnh lụa lon nè mấy chị. Đau lưng quá. Em còn mảnh lụa lon nha. Lụa lon giùm em mấy chị ơi, lụa lon nè. Ok chị Nguyễn Ngọc Hà nè, em bỏ cho chị rồi nha. Lụa lon này em còn được 3 mét mấy chị. 3 mét lụa lon chấm 100D coi giảm cho mấy chị luôn nè. 3 mét nha. Ai lấy lon thì chốt lấy giùm em mấy chị. 3 mét. 3 mét này là 49.000, lấy lon thì chốt lấy giùm em mã 49. 49.000 lon giùm em nha mấy chị. 49.000 nè, lấy lon thì chốt lấy giùm em mã 49. 49.000 giùm em nha. Lấy lon thì chốt lấy giùm em mã 49 mấy chị. 49.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 49 nha. 49.000 giùm em. Em còn mảnh nhí nha mấy chị. Đây là xốp nhí giùm em nha. Xốp nhí mấy chị, xốp nhí lên đồ bộ váy đầm nè. Ai nhớ bán à? Ai biết? Ủa? Xốp nhí này em còn được 2 mét rưỡi nha. 2 mét rưỡi nhí mấy chị hồi nãy. Nhiều người nhiều người chọn lắm luôn á. 2 mét rưỡi này là 51.000 mấy chị. Lấy xốp thì chốt lấy giùm em mà 51. 51.000 xốp giùm em nha. Lấy xốp thì chốt lấy giùm em mà 51 mấy chị. 51.000. Ủa là luôn nhớ. Em còn mảnh mango này mấy chị. Mango hoa nhí giùm em nha. Mango hoa nhí. Cái này em còn được 3 mét rưỡi mấy chị. 3 mét rưỡi mango nha. Lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nè. Mango mấy chị. Chắc mango rất là đẹp luôn nha. 3 mét rưỡi lấy hết thì chốt không thì chi giùm em mango. Mango này là 50.000 mấy chị. 50.000. Ai lấy hết thì chốt không thì chia. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 50. 50.000 mango giùm em nha mấy chị ơi, mango hoa nhí. Lấy hết thì chốt không thì chia giùm em với 50.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 50. Chia 50 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Này có ai lấy đâu à? Coi. Coi có bị trùng không? Em còn mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa này em còn được 1m7 mấy chị. 1m7 von hoa nha. Lót lên áo dài váy đầm áo kiểu mấy chị. 1m7 giùm em. Nhanh nhanh còn kịp. 24.000. Ừ. 24 25.000 mấy chị ơi. 25.000 von hoa nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 hoa nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 25 mấy chị. 25.000. Chị Nguyễn Ngọc Hà ơi, cái 50 đó em còn một nửa chị lấy không? Em còn được một nửa nha. Em còn được một nửa chị lấy không chị ơi? Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000. Em còn mảnh hoa nè mấy chị ơi, hoa. Hoa này là hoa von giùm em nha, von hoa mấy chị. Ok. Von hoa dạ ok chị Nguyễn Ngọc Hà nè. 50 đó em hết nha chị, ăn ngàn còn mảnh khác giùm em. 19.000 mấy chị. 19.000 von hoa nha, lấy von thì chốt lên giùm em mã 19 nè. 19.000 von. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 giùm em nha. Ủa cái này nãy nhớ cũng quen rồi mà 19. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 19. Em còn mảnh lụa đủ đi mấy chị. Lụa đủ đi em còn được 1m rưỡi nha. 1m rưỡi lụa đủ nha mấy chị ơi, 1m rưỡi. Ai lấy đủ thì chốt lên giùm em nha. Chắc lụa đủ dày dặn. Chắc lụa đủ dày dặn nhưng mà lên đồ rất là đẹp mấy chị. 1m rưỡi này là 35.000. Ai lấy lụa thì chốt lên giùm em mã 35. 35.000 lụa nha mấy chị ơi, 35.000 nè. 1m rưỡi lấy thì chốt lên giùm em mã 35. 35.000 mấy chị ơi, lấy thì chốt lên giùm em mã 35 nè. 35.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 35. Em còn mảnh mango họa tiết nè mấy chị. Mango họa tiết giùm em nha. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị. Em còn được 3 mét nè.
3 mét mango nhân ai lấy mango thì chốt có giùm em mấy chị 3 mét. 3 mét này là 58.000 mấy chị, 58.000 ai lấy thì chốt có giùm em mã 58. 58.000 3 mét giùm em nha. Lấy thì chốt có giùm em mã 58 mấy chị, chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn nha, 3 mét. 3 mét 58.000 ai lấy thì chốt có giùm em mã 58. 58.000 giùm em nha, em còn mảnh đốm nha mấy chị. Đốm nha. Đốm đây là chất lụa giấy giùm em nè. 35 hả? 35 cho chị An Nhàn nè, 58 cho chị Tuyết Nguyễn nha. Đốm mấy chị, đốm giùm em. Chị An Nhàn chọn thêm. Đang chọn. Chị thấy đang chọn. Đốm chắc lụa giấy nha mấy chị, em còn được 2 mét nè, 2 mét đốm nha. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em lụa giấy lên đồ bộ váy đầm nè. 2 mét này là 32.000, lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 đốm giùm em nha, lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị. 32.000. Cái đó nó còn, cái họa tiết nó còn không? Măng gồ á. Để em kiếm coi thử cái đó còn không nha chị An Nhàn ơi, để em kiếm thử nè. 32 cho chị Nguyễn Ngọc Hà nè. 32 đó em hết nhưng mấy chị chọn mảnh khác giùm em. Thôi chứ. Bên đây nè, coi thử bên này ăn mới à. Em còn mảnh lụa nè mấy chị ơi, lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa giùm em nha mấy chị. Hình như lúc chiều á. Lụa hoa này em còn được 2m2 này. 2m lụa hoa mấy chị ơi, 2m lụa hoa đen lên đồ bộ váy đầm này. 2m2 này là 48.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 48. 48.000 giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 48 mấy chị, 48.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 48. 48.000 lụa hoa đen nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 48 mấy chị, 48.000. Không có hả? Ừ. Để sau đi. Có số điện thoại chưa? Có rồi. Có rồi, vậy là có rồi. À đây. Nguyễn Ngọc Hà. Em còn mảnh von nhí tím nè mấy chị. Von nhí tím giúp em nhăn lót lên áo kiểu váy đầm áo dài đều được nha. Em còn được 2m rưỡi. 2m rưỡi von nha mấy chị. Von nhí tím giúp em 2m rưỡi, ai lấy thì chốt có giùm em, bon lên đồ là phải lót nha. 2m rưỡi đây là 36.000, ai lấy thì chốt có giùm em mã 36. Kiếm cái mảnh mango đó thử. 36.000 mấy chị. 2m rưỡi 36.000, ai lấy thì chốt có giùm em mã 36 nha. 36.000 nhí với chị, lấy nhí thì chốt có giùm em mã 36 nè. 36.000, ai lấy nhí thì chốt có giùm em mã 36. Em còn mảnh lụa beo nha mấy chị ơi, lụa beo giùm em nè. Lụa beo, ai lấy beo thì chốt nó giùm em với. Beo. Beo này em còn được 2m rưỡi nha. 2m rưỡi beo mới chị lên đồ bộ váy đầm. Không có thôi. Cũng có khi là bán rồi. Tối nãy Nguyễn Hoa có nghĩ rồi. Vậy là hết rồi. 53.000 mới chị, 53.000 beo. Lấy beo thì chốt nó giùm em mã 53 nha. 53.000 mấy chị, 53.000. 2m rưỡi lấy beo thì chốt có giùm em mã 53. 53.000 giùm em nha, 53.000. Em còn mảnh von ép thì mấy chị. Von ép màu đen giùm em nha, em còn được 1m rưỡi. 1m rưỡi von ép nha, lót lên áo kiểu váy đầm không thì để phối tay phối viên giùm em nha, 1m rưỡi. 1m rưỡi này là 23.000, ai lấy thì chốt có giùm em mã 23. 23.000 1m rưỡi giùm em nha. Ủa sao còn ở đây? Cắt đi chứ. 23.000 giùm em. Thì cái mảnh ngoài kia thì ở đây nè. Ừ. Rớt mất. 23 cho chị Văn Kim nè. Vo nha chị ơi, 23 em hết. 23 em hết nha mấy chị. Em còn mảnh von đốm nè mấy chị ơi. Đốm beo giùm em nha. Đốm beo nè. Ai lấy đốm beo thì chốt lấy giùm em đốm beo. Lót lên áo kiểu váy đầm áo dài mấy chị. Đốm beo màu hồng nè. Đốm beo này em còn được 2m rưỡi luôn mấy chị. 2m rưỡi beo nha. Beo von nha mấy chị ơi, cái này là von, von lên đồ là phải lót giùm em nè. Em còn được 2m rưỡi. 2m rưỡi 43.000, lấy von thì chốt với giùm em mã 43.
43.000 beo nha. Lấy beo thì chút nó giùm em mã 43 nè. 43.000 mấy chị, lấy beo thì chút nó giùm em mã 43. 43.000. Em còn mảnh lụa phối nhũ giùm mấy chị. Lụa phối nhũ giùm em nha. Lụa này em còn được 1m7. 1m7 phối nhũ cho mấy chị nè, trắng 100D co giãn cho mấy chị nha. Lên đồ bộ váy đầm, ai lấy nhũ thì chút nó giùm em. Nhũ 1m7 37.000, ai lấy nhũ thì chút nó giùm em mã 37. Ba 37.000 nhũ với mấy chị, 37.000 nhũ nha, lấy nhũ thì chút nó giùm em mã 37 nha. 37.000 giùm em nha mấy chị ơi, 37.000. Chị Đông Thu ơi, em còn mảnh ép nè. Von ép nè, giống như von ép màu đen nhưng mà nó là màu hồng nha. Màu hồng nhạt giùm em nè, em còn được 2,5m luôn. 2,5m von ép màu hồng nhạt, chị lấy thì chị chốt nó giùm em nha chị Đông Thu. Màu hồng giùm em nè. Màu hồng 35.000. 2,5m 35.000, lấy thì chốt nó giùm em mã 35. 35.000 giùm em nha, ai lấy thì chốt nó giùm em mã 35 nè mấy chị. 35.000 von ép giùm em nha, 35.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 35 nha mấy chị. 35 cho chị Đông Thu nè. Em còn mảnh bi nè mấy chị. Lụa bi giùm em nha. Lụa bi này em còn được 1m1. 1m1 bi chắc co giãn cho mấy chị nè. 1m1 đủ canh may lên áo nha mấy chị. 1m1 này là 20.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20 mấy chị. 20.000. Lấy áo thì chốt nó giùm em mã 20 nha. 20.000 giùm em. 20 cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh hoa hồng nè mấy chị. Hoa hồng nhí nha. Chắc lụa giấy giùm em nè. Hoa hồng nhí chắc lụa giấy nè. Em còn được 1m1 đủ lên áo kiểu. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt nó giùm em nha. Lụa giấy mấy chị. Không thì mấy chị lên đầm cho bé cũng rất là xinh luôn nha. 22.000 mấy chị. 22.000 hoa nhí hồng nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 giùm em còn. 22.000 hoa hồng nhí mấy chị, 22.000 này. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22. Em còn mảnh mango này mấy chị. Mango sọc giùm em nha. Mango sọc này em còn đủ áo nè. Em còn được 1m đủ áo nha. Chị nào mà canh mi lên áo sơ mi kiểu thì chốt lên giùm em nha, 1m. Mango rất là đẹp luôn mấy chị, 1m. 1m này là 21.000 mấy chị. 1m 21.000, ai lấy mango thì chốt nó giùm em mã 21. 21.000 không mấy chị, lên một cái chân váy cũng rất là đẹp luôn mấy chị, 21.000. Lấy mango thì chốt nó giùm em mã 21. 21.000 mango giùm em nha, hoa đẹp dữ. 21 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Ai vậy? Đồng thường. Em còn mảnh hoa tím nha mấy chị. Hoa tím giùm em nha. Hoa tím thì em còn đủ áo mấy chị. Em còn đủ áo nha. Chị nào mà canh may lên đủ áo thì chốt nó giùm em. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị. 1m. 1m này là 20.000 mấy chị. 1m 20.000, lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 20 nha. 20.000 hoa tím mấy chị ơi. 20.000 lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 20. 20 cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh mango hoa này mấy chị, mango hoa nâu nha. Mango hoa nâu này em còn được 1m luôn, ai lấy mango thì chốt nó giùm em nè, 1m. 1m đây là 15.000 mấy chị, ai lấy thì chốt nó giùm em mã 15. Chắc mango mấy chị, mango 15.000. Lấy mango thì chốt nó giùm em mã 15 nha, 15.000 giùm em. 15 cho chị Tuyết Ánh luôn nè. Em còn mảnh đốm này mấy chị. Đốm này em còn được 1m2 nha. 1m2 đốm chắc co giãn cho mấy chị nè. Lên đủ áo kiểu cho mấy chị. 1m2 này là 24.000, lấy nâu. Lấy đốm thì chút nó giùm em mã 24. 24.000 đốm cho mấy chị, 24.000 đốm nè. Lấy đốm thì chút nó giùm em mã 24 nha. 24.000 giùm em. Đây. Em còn mảnh nè, màu vàng luôn chị ơi, màu vàng giống như là màu tím nha. Cái này lụa hoa. Lụa hoa vàng giống như là hoa màu tím luôn, em cũng còn được 1m luôn nè chị. 1m 19.000, ai lấy thì chốt nó giùm em mã 19. Cái chắc y chang cái hoa màu tím luôn. Bình chiên bà già. Vàng 19 cho chị Tuyết Ánh nè.
Em còn mảnh lụa chéo nữa mấy chị. Em còn mảnh lụa chéo nha. 19 em hết nha mấy chị, chọn mảnh khác giùm em. Lụa chéo này em còn được 2,5 m nè. 2,5 m lụa nha. Lụa hoa vàng mấy chị, chắc nó hơi dài dạng nhưng mà lên một cái đầm rất là đẹp luôn mấy chị, hết được. 2,5 m này là 67.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 67. 67.000 hoa vàng giùm em nha mấy chị ơi, 67.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 67 nha. 67.000 giùm em mấy chị, 67.000. Em còn mảnh bi này mấy chị ơi, bi giùm em nha. Bi này là chắc mango luôn nè. Mango bi này em còn được 1,6 m nha. 1,6 m mango bi mấy chị. 1,6 m 30.000, ai lấy mango thì chốt lên giùm em. Còn hoa đẹp thôi đúng không chị ơi? 30.000 mango bi nha, lấy bi thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị. 30.000 lấy bi thì chốt lên giùm em mã 30 nha. 30.000 giùm em. 30 cho chị Mai Chi nè. Em còn mảnh xốp hoa nè mấy chị. Xốp hoa vàng nha, em còn được 1 m độ áo. 30 em hết nha mấy chị, chọn mảnh khác giùm em. Xốp hoa vàng 1 m này là 22.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 hoa mấy chị, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 22 nè. 22.000. Mango nè mấy chị, mango giùm em nha. Mango này em còn được 1 m luôn. 22 cho chị Đông Thu nè. 1 m mango này là 21.000 mấy chị. 21.000 mango, lấy mango thì chốt lên giùm em mã 21. 21 em còn đủ áo nha, 1 m đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21 mấy chị, 21.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa này em còn được 2,5 m. 2,5 m lụa hoa. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nè, 2,5 m. 2,5 m này là 63.000, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 63. 63.000 hoa giùm em nha mấy chị ơi, 63.000 lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 63. Dê yeah, nha. Bước ra. 63.000 mấy chị, 63.000 thì nó giữ. Cái này cũng kỳ thị nha. Cái này là nhiều quá rồi. Em còn mảnh lụa hoa cam nè mấy chị. Lụa hoa cam chấm 100D co giãn cho mấy chị luôn nha. Hoa cam lên đồ 21. 21 là cái này hả chị? 21 cái này là mango luôn á chị ơi. Mango nha. Bi nè, mango bi giùm em. Bi này nó để giống như là cái dấu chân của con mèo á chị. Cái đó cũng là mango nha. Lụa hoa cam nha mấy chị ơi, lụa hoa cam giùm em. Lụa hoa cam này em còn được 3,2 m nha. 3,2 m, 21 cho chị Tuyết Ánh nè. 3,2 m lấy hết thì chốt không thì chi nha mấy chị Tuyết Ánh. 3,2 m này là 52.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 52. 52.000 chắc co giãn cho mấy chị nha. 52.000 lấy hết thì chốt không thì chia đôi nè. 52.000 ai lấy thì chốt lên giùm em mã 52 nha. 52.000 giùm em. Nhí xanh nè mấy chị. Nhí xanh giùm em nha. Nhí xanh này em còn đủ áo. 1,1 m đủ áo, lấy áo thì chốt lên giùm em nha, chắc co giãn cho mấy chị nè. 1,1 m này là 22.000, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 nhí xanh nha. Lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị, 22.000. Em còn mảnh lụa Hàng Châu nè mấy chị. Lụa Hàng Châu nhí đen nha. Lụa Hàng Châu chắc rất là đẹp luôn mấy chị. Ai lấy nhí đen thì chốt lên giùm em nè, em còn được 3,5 m nha. 3,5 m lụa Hàng Châu lấy hết thì chốt không thì chia nè mấy chị, 3,5 m. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em nha. 3,5 m này là 72.000 mấy chị. 72.000 3,5 m lấy hết thì chốt không thì chia nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 72. 72.000 giùm em nha mấy chị ơi, 72.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 72. Không được, nữa thì sẽ ra đẹp. Em còn mảnh hoa nha mấy chị. Hoa nha. Hoa này em còn được 1,6 m chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị. 1,6 m chia 72 cho chị Tuyết Nguyễn này. 30.000 hoa mấy chị, 30.000 lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. Hoa bao đẹp cho mấy chị. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn nha. 30.000 ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 hoa giùm em. Em còn mảnh hoa vàng nè mấy chị. Này chơi sao? Không biết nha, nó chơi dữ trời. Đẹp thì có đẹp nhưng mà khó chơi quá. Em còn mảnh von lụa này mấy chị ơi.
Hoa này là chắc von lụa giùm em nha. Hoa nhi chắc von lụa giùm em nè. Hoa này em còn được 2 mét nha. 2 mét hoa chắc von lụa lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với hoa. Hoa này là 38 ngàn, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 38. 38 ngàn hoa nha. 38 ngàn hoa đó bị lỗi rồi chị ơi. 38 ngàn giùm em, 38 với chị Tuyết Nguyễn nè. Chị muốn lấy không để em share cho chị. Chị có lấy không? Được. Em còn mảnh bi nè mấy chị. Bi nha, bi nè em còn đủ áo. Bi nè em còn được 1m2 đủ áo nè. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em nha bi mấy chị. 1m2 27 ngàn lấy bi. Để em cho chị xem nha, để em lấy em cho chị xem nè. Rồi hai chị dành rồi. Đi gắn với Tiết Nguyễn. Sao muốn kêu vậy? Cái này em còn được 1m7 mấy chị ơi, 1m7 nha. Mất tiêu rồi. Đâu đây. Đâu, kéo đi thử, ý là con này. Đây. Nó bị lỗi nè mấy chị. Trên đường biên. Nó bị lỗi trên đường biên thôi nha. Lên được trên đường biên nè. 1m7 nha. Canh may vẫn đủ nha mấy chị ơi. Canh may vẫn đủ nha. Nếu mấy chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã sale nha. Sale 20 mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã sale 20 nè. Mấy chị chốt lên cho công bằng nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã sale 20. Chị nào nhanh tay thì chốt được nha mấy chị. Sale 20 mấy chị ơi. Sale 20. Lũng một lỗ trên đường biên thôi mấy chị. Sale 20 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Chị Tuyết Ánh bị chậm một giây rồi chị ơi, chị bị chậm một giây rồi. 20 em hết nha mấy chị. Bi này em còn được 1m2 nha, 1m2 27 ngàn. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 27 mấy chị, 27. Thì em nói là mấy chị nè, mà chốt trước thì em bỏ cho công bằng mà. Thì em sợ mấy chị tranh nhau nên là em mới kêu là chốt. Chị nào mà chốt trước thì cho công bằng hả chị. Em còn mình nhí đen nha. Nhí đen giùm em nè mấy chị ơi. Nhí đen giùm em. Nhí đen này chắc von lụa nè. Nhí đen chắc von lụa nha mấy chị. Nhí đen chắc von lụa giùm em. Nhí đen chắc von lụa nè. Em còn được 2 mét nha. 2 mét nhí đen nha mấy chị ơi. 2 mét nhí đen. 2 mét này là 37 ngàn. Em còn nhiều mảnh đẹp lắm chị ơi. Không sao hết, mất một mảnh thì mình bù lại những mảnh khác. Ai lấy nhí đi chút lên giùm em mã 37. 37 ngàn nhí giùm em nha. 37 ngàn nhí. Lấy nhí đi chút lên giùm em mã 37. Vườn nhí nữa. Đây, em có nguyên một vườn nhí luôn nè. Chị thích cái nào thì chị chọn nha. Một vườn nhí luôn. Nhí hồng nha mấy chị. Nhí hồng này em còn đủ áo nha. 1m1 nhí hồng chắc. Dồi. Thôi em còn nhiều mảnh đẹp hơn nè. Mấy mảnh này không có lỗi đâu. Đẹp hơn luôn chị ơi. 21 ngàn. 21 ngàn nha mấy chị. Lụa Hàng Châu giùm em nha. 21 ngàn nhí hồng 1m1 đủ áo nha. Lấy đi chốt lấy giùm em mã 21. 21 ngàn nhí hồng giùm em nha. 21 ngàn mấy chị. 21. Mango mấy chị ơi. Mango nhí giùm em nè. Mango nhí nè em còn được 1m nha. 1m mango này là 14 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 14. 14 ngàn nhí giùm em nha. Cái này nhí hồng 21 ngàn. Cái này nhí này là 14 ngàn. Mango 14 mà lụa Hàng Châu là 21 nha mấy chị. Thôi lo chốt đi nè, dỗi là người ta chốt hết bây giờ. 14 cho chị Tuyết Ánh. Đây. Nhí hồng này mấy chị không lấy hả? Nhí hồng rất là đẹp luôn mấy chị. Nhí hồng 21 ngàn, lấy nhí hồng thì chốt lên giùm em mã 21 nha. Em còn mình nhí nữa đây. Nhí. Nhí này em còn được 1m1 luôn mấy chị. 1m1 nhí nha. 21 cho chị Tuyết Ánh luôn nè. 1m1 này là 22 ngàn mấy chị. 23 ngàn nha. Cái này là 23 ngàn giùm em nè mấy chị. Nhí. Nhí này là nhí màu cam nha. 1m1 23 ngàn. Lấy nhí thì chút lấy giùm em mã 23. 23 ngàn nhí giùm em nha. 23 ngàn. Đây em còn mặt nhí nữa đây. Nhí này là nhí màu nâu. Nhí màu nâu 1m1 luôn mấy chị. Nhí màu nâu giùm em, nhí màu nâu này là 22 ngàn mấy chị. 22 ngàn nhí nâu nha. Cái này nhiều quá rồi.
Cái này là 23.000 nhí kem, còn 22 nhí nào nha quý chị. Nào cho chị Tuyết Ánh đi, chị lấy màu kem không? Cái màu, cái chắc cũng y chang cái nhí 22 luôn nhưng mà 23.000 nha chị. 23.000, lấy chốt lấy giùm em mã 23. Em còn mảnh hoa hoa hồng đen nè mấy chị ơi, hoa hồng đen giùm em nè. Hoa hồng đen này em còn được 1m1 nha. 1m1 hoa hồng đen này là chết rồi. 21.000 mấy chị. 21.000 giùm em nha, ai lấy thì con số vậy biết là 22. 21.000 mấy chị, 21.000 hoa hồng đen nha, 1m1 đồ áo. Màu đỏ. Màu đỏ này là tầm ướt nha anh chị Huỳnh Vy ơi, màu đỏ này là tầm ướt giùm em. Màu đỏ này là chắc tầm ướt nha mấy chị, chắc tầm ướt giùm em nè. 21 cho chị Tuyết Ánh nè. 21 còn nữa. 21 em còn một mảnh cho chị Văn Kim nè. Phải đúng cái này không chị Văn Kim ơi, hồi nãy giờ nó nhảy nhiều quá, 21 22 nhiều quá chị. Đúng 21 này thì chị ok giùm em nha chị Văn Kim ơi, ok giùm em để em bỏ cho chị nè. Mấy chị không lấy hoa này hả? Hoa này nó cũng là nhí mà, nhí màu cam mấy chị, nhí màu cam nha. Nhí màu cam ai lấy thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 nhí cam mấy chị, 23.000 nè. Dạ ok chị Văn Kim nè, 21 cho chị Văn Kim. 21 em mến nha mấy chị, chọn mảnh khác cho em. Ủa hết đây. Hết rồi. Chắc ơi. Chắc đẹp hơn mình chứ. Hoa đẹp thì mày cũng chơi nè. 23 cho chị Tuyết Ánh luôn nè. 21 em còn mảnh mango nè mấy chị. Mango hình chữ thập giùm em nha, mango chữ thập. Mango chữ thập này em còn được 1m1 luôn nha, 2m đỏ cho chị Huỳnh Vy nè, tầm ướt nha chị ơi. Chết rồi. 22.000 mấy chị. 22.000 mango chữ thập giùm em nha, 1m1 chị nào mà canh mây đồ áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 chữ thập mấy chị, 22.000 nè, lấy chốt lên giùm em mã 22. 22 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Em còn mảnh họa tiết nè mấy chị. Mango họa tiết giùm em nha. Gì Út mà lụm theo cái gì vậy? Mango họa tiết này em còn được 1m đồ áo nha. À kia. 1m đồ áo. 1m này là 21.000 quý chị. 21.000 đồ áo nha. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mà 21 chứ tao sẵn theo mày đúng không? Ai lấy mango họa tiết thì chốt lên giùm em mà 21 quý chị. 21.000 họa tiết giùm em. Lấy họ tiết thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 mấy chị ơi, 21.000. Em còn mảnh von cát nè mấy chị ơi, von cát giùm em nè. Ai lấy von cát thì chốt lên giùm em nha. Von cát lên áo không cần lót nhưng mà lên áo dài 75 đều phải lót giùm em nha. Em còn được 3m. 3m von hoa cát mấy chị. 3m. Ai lấy thì chốt lên giùm em nè. 21 cho chị An Nhàn nè. Hai mốt em mến nha mấy chị, chọn mảnh khác giùm em. 55.000 mấy chị, 55.000 3m. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 55. 55.000 giùm em nha, lấy von thì chốt lên giùm em mã 55 này mấy chị, 55.000. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 55 nha. 55.000 giùm em nha mấy chị, 55.000. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Lụa hoa hồng giùm em nha. Lụa hoa hồng chắc 100D co dạng như mấy chị luôn. Lụa hoa hồng này em còn được 3m2 nha. 3m2 chắc coi dạng như mấy chị nè. Hoa hồng rất là xinh luôn mấy chị. 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia nè. Ai lấy hoa hồng thì chốt lấy giùm em nha. 3m2 này là 56.000 mấy chị. 56.000 hoa hồng lấy hết thì chốt không thì chia giùm em với 56.000. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 56. 56.000 hoa nha. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 56 mấy chị. 56.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 56. Em còn mảnh đốm màu cam nè mấy chị. Đốm màu cam nha. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Đốm màu cam, đốm màu này rất là lạ luôn mấy chị. Đốm màu cam này em còn được, em còn được 3m2 nha. 3m2 đốm màu cam mấy chị. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi nè. 3m2. 3m2 này là 61.000 mấy chị. Lấy đốm màu cam thì chốt lên giùm em mã 61 nha. 61.000 đốm mấy chị. 61.000 lấy hết thì chốt không thì chia đôi nè. Màu rất là lạ luôn mấy chị. Đốm màu cam nha, 61.000. Đây, lại một vườn nhí như đây mấy chị ơi. Một vườn nhí nữa nha.
Phường nhí, cái nhí đó là nhí không dùm em nhăn nữa. 1m4 thì mấy chị, 5-6 chia 2m2. 2m2 đúng không chị Huỳnh Vy ơi? 2m2 đúng không? Cái đó hồi nãy 3m2 đúng không ta? Để chia cả nữa đấy. 21.000 mấy chị, 21.000 nhí hồng nha. Một nửa. Chị Huỳnh Vy, chị Huỳnh Vy ơi, cái đấy em chia được một nửa thôi nha. Chia được một nửa thôi chị. Cái đó em chỉ còn được 3m2, chị chia một nửa thì em chia cho chị nha. 2m em chia được. 2m em chia không được nha chị ơi. Một nửa cho chị Tuyết Ánh đi. Em chia được một nửa thôi nha. 21.000 nhí hồng mấy chị. 21.000 nhí hồng, lấy nhí hồng thì chốt lên giùm em mã 21 nha. Lấy thì chị. 21.000 giùm em, chấm cho cái này chạy dậy xuống coi. Quanh Bích Phương Nguyễn Thị á. 21 cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh hoa xanh nè mấy chị. Hoa nhí xanh nha. Hoa nhí xanh này em còn được 2m mấy chị, 2m hoa nhí xanh. Dạ vậy thôi em không có, em không có chi cho chị được nha. Dạ ok chị nè. 2m này là 36.000, ai lấy nhí xanh thì chốt lấy giùm em mà 36. Chị trai trước bên rồi. Thuyết Ánh á. Một người chứ nhiều. Ừ. 26.000 mà chị ơi, 36 hay 26 gì đây? 36.000 nhí xanh, lấy nhí thì chốt lấy giùm em mà 36 nha, 36 cho chị Thuyết Ánh luôn nè. Hết giấy đâu má ơi, từ thâu. Ghi vô. Đây. Em còn mịn nhí nha chị. Nhí này là hoa đào giùm em nha. Hoa đào, hoa anh đào mấy chị. Cái này em còn được 1m1 luôn nha. Chết rồi. 1m1 này là 20.000 giùm mấy chị. 20.000 1m1. Lấy nhí đi chốt lên giùm em mã 20. 20.000 giùm em nha mấy chị ơi. 20.000. 36 à? 36. 20 cho chị Tuyết Ánh luôn nè. Em còn mảnh á, hoa này mấy chị. Hoa này cũng là hoa hồng giùm em luôn nha. Hoa hồng này em còn được 1m. 1m hoa hồng. Ủa, cái này ở đâu ra vậy? Ai biết. Cái này ở đâu ra vậy? Trong bao này. Ủa, đây là gì có. Ai biết. Cái này là 21.000 mấy chị. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 21 nha. Cái này phải 21 không? Thì anh chốt. Ừ, 21. Nói chung là 20, 21 á. Đây là 21.000 mấy chị. 21.000 giùm em nè. 21 cho chị Tuyết Ánh luôn này. Chết rồi. Chị Tuyết Ánh. Chết á. Em còn mảnh nhí xanh mấy chị ơi. Nhí xanh giùm em nha. Nhí xanh chắc 100D coi dạng cho mấy chị, em còn được 2,5m nè. Chạy đi rồi. Chết rồi, cháy rồi. 2,5m nha, 2,5m này là 47.000. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 47 mấy chị. 47.000 2,5m nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 47. 47.000 giùm em nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 47 đi mấy chị. 47.000 giùm em. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 47. Em còn mảnh hoa này mấy chị ơi. Hoa này là chắc von lụa giùm em nha. Hoa này em còn được 1,5m. 1,5m cái này là lụa giấy mấy chị. 1,5m lụa giấy nha. Ai lấy lụa giấy thì chốt lấy giùm em mã 21. 21.000 1,5m nha. Lấy lụa giấy thì chốt lấy giùm em mã 21 mấy chị. 21.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 21. 21.000 giùm em nha mấy chị ơi. 21.000 21 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Xem màu xanh giữa hai màu đỏ. À cái này là mango hả chị ơi? Này, mango màu xanh lơ nha chị An Nhàn ơi. Cái này là chắc mango rất là đẹp xanh luôn nha. Xanh non. Màu xanh non non lơ lơ á chị. Em cũng không biết màu xanh gì nữa. Nói chung là nó là màu xanh nha, mà màu xanh nhạt á chị. Mango giùm em, lấy thì kèm mét lấy giùm em với nè. Satin đi mấy chị ơi, satin giùm em. Satin này em còn được 1,5m nha. 1,5m satin mấy chị. Satin này có, nó có chi ô nè, cái này là màu trắng nha, còn cái này màu xanh giùm em. 1,5m satin, chắc satin mềm rụ cho mấy chị, 24.000. Ai lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 24 nha. 24.000 satin mấy chị, 24.000 này lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 24. 24.000 satin giùm em nha. 24.000. Có mấy người mà chanh chua nổi thế? Có mấy người à chị? Có mấy người à?
Em còn mảnh mango hoa này mấy chị. Mango hoa này em còn được 1 mét nha. 1 mét mango hoa này là 16 ngàn. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 16. 16 ngàn mango giùm em nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 16 mấy chị. 16 ngàn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 16 nha. 2 mét. 2 mét mango cho chị An Nhàn nè. Em còn mảnh von này mấy chị. Von loan giùm em nha. 16 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Von loan này em còn được 1 mét đủ lên áo kiểu giùm chị. Von giùm em. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt lên giùm em nè. Coi chừng bao nhiêu đóng mấy cái hốt đi luôn đi nha. Cái này là 17 ngàn mấy chị. Von 1 mét mốt 17 ngàn nha. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 17 nè. 17 ngàn von nha mấy chị. 17 ngàn von. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 17 nha. Em còn mảnh mango hoa nè mấy chị. Mango hoa giùm em nha. Mango hoa này em còn được 1 mét đâu bùng nữa rồi. 1 mét này là 21 ngàn mấy chị. 1 mét 21 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21 nha. Chắc mango rất là đẹp luôn mấy chị. 21 ngàn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn hoa giùm em nha. 21 ngàn. Hoa hướng dương nè mấy chị. Hoa hướng dương giùm em nha. Hoa hướng dương này em còn được 1 mét luôn nè. 1 mét hoa hướng dương. Chị nào mà lấy hoa thì chốt lên giùm em nha. 1 mét này là 26 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26. Cái này là lụa đuổi giùm em nha. Lụa đuổi nó hơi dày dạn nhưng mà lên đồ đó có đẹp đúng không chị. 1 mét 26 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn hoa giùm em nha. Lấy hoa chốt lên giùm em mã 26 với chị. 26 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Em còn mảnh bon phối nhũ nha. Von phối nhũ đi mấy chị. Von phối nhũ cái này là màu hồng như em chị ơi. Von phối nhũ màu hồng này em còn được 1m7. 1m7 lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nha. 1m7. Ai lấy von phối nhũ thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn von nha mấy chị ơi. Von lên đồ là phải lót giùm em nè. Lấy đi chốt lên giùm em mã 27 màu xanh họa tiết trắng dưới khúc sọc. Màu xanh họa tiết trắng dưới khúc sọc. Chị cái nào vậy chị ơi, cái nào chị giúp em với chị. Ở trên sàn hay ở đâu vậy chị? Ở trên sàn em thì dưới là màu thôi chứ đâu có hỏi tiết trắng nữa đâu. Chị hỏi cái chỗ nào vậy chị An Nhàn? Ôi da chết rồi, chết rồi. Để chơi nó bụng. Em còn mảnh von nhí đi mấy chị. Von nhí giùm em nha. Von nhí vàng. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nha. Nhí vàng lót lên áo kiểu váy đầm nè. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nha. Nhí 1m5 mấy chị. 1m5 nhí lót lên áo kiểu váy đầm. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em nha. Nhí. Nhí khúc sọc. Đâu ra. Sau lưng em. Sau lưng em hả chị? Nó mới đằng sau thì có màu thì chị chơi dưới khúc sọc là em không biết cái nào mà phối rồi đấy. Hay là cái này, đừng nói là chị hỏi cái này nha. Đúng cái này không? Chứ ở trên sàn của em là không có cái nào như vậy rồi ạ. Nhí này là 22 ngàn nha chị, 22 ngàn nhí. Von lên đồ là phải lót giùm em nha. Lấy von, lấy lon thì chút lên giùm em mã 22. Đúng cái này không chị ơi? Đúng cái này thì ok lên giùm em nè. Cái này là họa tiết nha. Họa tiết nha mấy chị. Họa tiết này em còn được 1m7 chắc 100D nè. 1m7 chắc 100D. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em. 1m7 này là 32 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32 ngàn 1m7 nha. Chắc 100D mấy chị coi dạng như mấy chị luôn. 22 cho chị Huỳnh Vi nè. 22 cho chị Huỳnh Vi nha. Cái này là 32 ngàn mấy chị. 32 ngàn 1m7. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32 ngàn giùm em nha. Em còn mảnh lụa họa tiết nè mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Họa tiết này em còn được 2m. 2m họa tiết nè mấy chị. 2m họa tiết giùm em nha. Chị Tuyết Ánh chị còn xem không chị ơi? Hay là chị hết tiền chị rút lui rồi chị? 41 ngàn họa tiết.
41.000 họa tiết. À, lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 41 nha. 41.000 họa tiết giùm em 2m. 2m 41.000. À, lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 41 đi mấy chị. 41.000. Rồi vậy là hết tiền rút lui rồi, kim ru rồi. Em còn mảnh hoa đen nè mấy chị ơi. Mango hoa đen giùm em nha, mango hoa nhĩ đen. Mango hoa nhĩ đen này em còn được 90 phân thôi mấy chị. 90 phân mango hoa đen, chị nào mà canh may đậu áo thì chốt lên giùm em mã 13. 13.000 90 phân thôi mấy chị ơi. Em chỉ còn được 90 phân thôi, chị nào mà canh may đậu áo thì chốt lên giùm em mã 13. 13.000 hoa nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em 13 mấy chị. 13.000 90 phân này. Em còn mảnh satin hoa đen này mấy chị. Vẫn còn luôn. Em còn được 90 phân thôi nha chị Tuyết Ánh, 90 phân thôi nha. Satin hoa hồng đen nè mấy chị. Satin hoa hồng đen giùm em nha. Hoa hồng đen này em còn được 1m đủ lên áo kiểu nè. 13m nha mấy chị, chọn mảnh khác giùm em. Này là 22.000 mấy chị. 22.000 satin hoa hồng đen nha. Lấy hoa hồng thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 hoa hồng mấy chị, 22.000 hoa hồng đen giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị, 22.000 giùm em nha. Em còn mảnh lụa hoa nè, 22 cho chị Tuyết Ánh nè. Em còn mảnh lụa hoa nha, chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Co lại họa tiết đi bé. Họa tiết này đúng không chị Văn Kim ơi? Này đúng không? Họa tiết này chị. Họa tiết giùm em nha. Lấy thì chốt hết giùm em nha mấy chị ơi. 22 em hết nha mấy chị. Chọn mảnh khác giùm em nè. Họa tiết này là 42.000. Ai lấy họa tiết thì chốt hết giùm em mã 42 nha chị Văn Kim. Tuyết Ánh. Lụa hoa mấy chị. Lụa hoa chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn nha. Yeah. 42 cho chị Văn Kim nè. Cái này em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 lụa hoa chắc co giãn cho mấy chị luôn nha. Hoa giùm em nè, 3m2 lên một cái đầm mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. Hoa. Hoa này là 56.000. 56.000 3m2 lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 56. 56.000 lấy hết thì chốt không thì chia cho mấy chị 56.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56 nha. 56.000 giùm em, 56.000 mấy chị. Von hoa này mấy chị ơi, von hoa giùm em. Von hoa ép hạt cho mấy chị nè. Von hoa này em còn được 1m nha. 1m von hoa mấy chị, hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. 1m. 1m von này là 13.000 mấy chị. Lấy von thì chốt lên giùm em mã 13. 13.000 von nha. Von mấy chị ơi, von. Lấy thì chốt lên giùm em mã 13 nè. 13.000 mấy chị, 13.000. Em còn mảnh nhí đỏ nha. Nhí đỏ chắc 100D co giãn như mấy chị nè. 13 cho chị Tuyết Ánh nè. Cái này em còn được 1m2 nha. 1m2 nhí đỏ chắc co giãn cho mấy chị luôn nha. 1m2 thiệt điểm. 1m2 24.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 24 nha. 24.000 hoa mấy chị, 24.000. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 24. 13 em hết nha mấy chị, chọn mảnh khác giùm em. 24.000, 24 cho chị Tuyết Nguyễn nè. Em còn mảnh lụa hoa nữa nha. Lụa hoa này em còn được 1m1 mấy chị. 1m1 lụa hoa nha, chắc co giãn cho mấy chị nè. Lụa hoa này mấy chị, 1m1 chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em. 21.000 mấy chị ơi, 21.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 đủ áo nha, ngoài áo thì chốt lên giùm em mã 21 nè mấy chị. 21.000 giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 mấy chị. Em còn mảnh von hoa tím nè mấy chị ơi, von hoa tím giùm em nè. Von hoa tím này em còn được 3m nha. 3m von hoa tím mấy chị, lấu lên áo kiểu váy đầm giùm em 3m. Ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em nha. 3m này là 44.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 44. 44.000 hoa nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 44 mấy chị. Von hoa lên đồ là phải lấu giùm em nha, 44.000. Em còn mảnh nhí xanh nha mấy chị, nhí xanh giùm em. Nhí xanh này em còn được 1m luôn. Chắc 100D co giãn cho mấy chị nè, nhí xanh nha. Nhí xanh này em còn 16.000 mấy chị. 16.000 1m nha. Lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em mã 16.
16.000 nhí với chị, 16.000 nhí. Lan nhí thì chốt lên giùm em mã 16 nha. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị, lụa hoa hồng giùm em nè, 16 cho chị Thuyết Nguyễn nè. Lụa hoa hồng này em còn được 2 mét nha. 2 mét lụa hoa hồng. 16 em hết nha mấy chị, chọn mảnh khác giùm em. 2 mét lụa hoa hồng chắc co dạng cho mấy chị luôn, lên đồ bộ váy đầm nha. 2 mét này là 39.000, ai lấy hoa hồng thì chốt lên giùm em mã 39. Ờ đúng rồi. 29.000. 29 hay 39 quá rồi. 39.000 mấy chị, 39.000 hoa hồng nha, lấy hoa hồng thì chốt lên giùm em mã 39. 39.000 mấy chị, 39.000 lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 39 nha. 39.000 giùm em. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Lụa hoa nha. Lụa hoa này em còn được 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi hoa mấy chị, 2 mét rưỡi hoa giùm em, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em này, 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi này là 47.000, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 47. 47.000 hoa nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 47 mấy chị, 47.000. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Hoa này là chất von lụa giùm em nha. Hoa này em còn được 1 mét luôn, 1 mét hoa nha. Chưa nghĩ. 1 mét này là 20.000 mấy chị, 47 cho chị Quỳnh Giao này, 20.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 20 nha. 20.000 hoa mấy chị, 20.000 lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 20, chứ nghĩ thiệt quá. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 20, nhói quá. Em còn mảnh mango. Không cái này. Em còn mảnh họa tiết nha mấy chị, họa tiết chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn, họa tiết. Họa tiết này em còn được 1 mét rưỡi nè, chắc co giãn cho mấy chị nha, 1 mét rưỡi lên đồ bộ váy đầm. 1 mét rưỡi này là 34.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34.000 1 mét rưỡi giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị, 34.000. Em còn mảnh nhí đen nha. Nhí đen chắc 100D co giãn cho mấy chị, em còn được 2 mét rưỡi nè. 2 mét rưỡi nhí đen 34 cho chị ạ. 34 cho chị Văn Kim nè, chết đứt chưa rồi ngồi. 34 em hết chứ mấy chị chọn mảnh khác giùm em. Chị nhận vô chị. Chị đừng có chết như vậy, chị phải sống. Sống để mai em gọi chút đơn cho chị chứ. Chết là chết em luôn á. 40.000 hoa mấy chị ơi. 40.000 hoa, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 hoa mấy chị, 40.000 2 mét rưỡi, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 40. 40.000 giùm em nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 40 nè. Em còn mảnh von ép nè mấy chị. Von ép có phối nhũ cho mấy chị luôn nha, 40. 40 cho chị Thuyết Ánh nè. Em còn mảnh von ép, cái này là màu xanh đậm giùm em chị ơi, von ép màu xanh đậm giùm em nè. Cái này em còn được 2 mét luôn nha, 2 mét von ép mấy chị. Lót lên áo kiểu váy đầm nè. Von ép 23.000, ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 23, 40 Thuyết Ánh. 23.000 giùm em nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 23 mấy chị. Von ép giùm em nha, 23.000. Đau quá. Phải 40 Tiết Ánh. Đủ chưa? 40 em còn một mảnh cho chị Trinh Mai nha. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa này em còn được 1m2 nè. 1m2 lụa hoa nha. Ép cưng quá mà. 1m2 này là 23.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 hoa giùm em nha, lấy hoa chút lên giùm em mã 23 mấy chị, 23.000. Von ép màu xanh nhạt nè mấy chị. Von ép màu xanh nhạt giùm em nha. Von ép màu xanh nhạt em còn được 2 mét rưỡi mấy chị. 2 mét rưỡi nha. Kệ bỏ bóng được. 2 mét rưỡi này là 35.000, ai lấy von ép thì chút lên giùm em mã 35. Lót lên áo kiểu váy đầm không thì để phối tay phối viên nha mấy chị, màu xanh nhạt rất là đẹp luôn nha. 35.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 35 mấy chị, 35.000 giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 35 nha, 35.000 mấy chị. Em còn mảnh nhí xanh nè mấy chị, nhí xanh chắc 100D co giãn cho mấy chị nha. Nhí xanh này em còn được 1m3. 1m3 nhí xanh chắc co giãn nè, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em. Nhí 20.000, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 20, không bao giờ thoát khỏi con số đó, 20.000. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 nhí nha mấy chị, 20.000 nhí nè. Em còn mảnh họa tiết nè mấy chị.
Em chào chị Hồ Bích Hồng nè. 20 cho chị Tuyết Ánh nè. Vải đỏ trên xào kế lưng em. Vải đỏ này là tầm ướt đó chị ơi. Vải đỏ này là tầm ướt giùm em nha. Tầm ướt lấy đi kèm mép lên giùm em nè. Chết, chắc khỏi nghĩ quá. Cái này em còn được 1m7 mấy chị. 1m7 họa tiết giùm em nha. 1m7, ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em nha. 1m7 này là 27.000. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mà 27. Thôi kìa, 27.000 họa tiết nha. Lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mà 27 mấy chị. 27.000 thôi. Ừ, 27.000 họa tiết nha. Em còn mảnh thô nhí nha mấy chị. Thô nhí giùm em nha. Thô nhí này em còn được 1m đủ lên áo nè. Ai lấy thô thì chốt lấy giùm em nha. 1m. 1m này là 18.000. Lấy thô thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000 thô nha mấy chị ơi. 18.000 thô. Lấy thô thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000. Nghĩ chứ không mấy chị ơi. Em nghĩ nha. Nghĩ chứ không là mấy chị chết tiền á. Thôi để em nghĩ. Mai mốt mấy chị vô chọn tiếp chứ. Bây giờ mấy chị chốt hết tiền rồi. Mai mốt nghỉ bán thì sao. Cảm ơn mấy chị ủng hộ em nha. Ngày mai em chốt đơn mấy chị nhớ canh máy nghe điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Nhớ canh máy nghe điện thoại giùm em nè. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Bye bye mấy chị nè.